Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách tóm tắt Bí quyết thành công. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Ngôn ngữ cơ thể, bí quyết chiến thắng trong mọi cuộc đàm phán. Tác giả Gray William, nhà xuất bản Hồng Đức, tháng 11 năm 2018. Sách có 356 trang. Bạn có thể mua cuốn sách Ngôn ngữ cơ thể, bí quyết chiến thắng trong mọi cuộc đàm phán ủng hộ cho kênh tại địa chỉ sachtomtat.vn. Thêm cuốn sách Đổi cuộc đời, link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Ngôn ngữ cơ thể đóng một vai trò rất quan trọng trong giao tiếp, thậm chí là yếu tố quyết định thành công hơn cả lời nói. Hiểu ngôn ngữ này giúp chúng ta đoán được thái độ và tâm tư tình cảm của đối phương, những điều mà những ngôn từ trong lời nói khó có thể diễn đạt trọn vẹn. Và để thành thạo ngôn ngữ đặc biệt này, đừng bỏ qua cuốn Ngôn ngữ cơ thể, bí quyết chiến thắng trong mọi cuộc đàm phán. Cuốn sách sẽ tiết lộ những suy nghĩ bất ngờ được ẩn giấu bên trong ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm và cảm xúc nhỏ nhất trong mỗi cuộc đàm phán. Những trang sách này không chỉ giúp bạn học được cách dịch những thông điệp không lời mà còn khám phá ra những công cụ hữu ích để chuyển những tín hiệu im lặng đó thành lợi thế trên bàn đàm phán. Thông qua việc thấu hiểu các ví dụ, câu chuyện, thực tế và các mẹo đàm phán, bạn sẽ đạt được những công cụ thực tế giúp bạn tự tin hơn. Làm thế nào để trang bị cảm xúc định hình cho một cuộc đàm phán? Khi đàm phán, bạn nên đứng lên hay ngồi xuống? Khi một người nhìn sang bên trái, điều đó có nghĩa là gì? Khi một nhà đàm phán đổ mồ hôi, việc này sẽ tiết lộ điều gì? Một cái nhíu mày có nghĩa như thế nào? Bạn có thể sử dụng nguyên lý đồng cảm để kết nối với các nhà đàm phán khác như thế nào? Làm thế nào để nhận ra một người biết thông cảm? Khi nhà đàm phán khác nói dối, bạn nên nói gì? Chương 1. Những tín hiệu yên lặng. Quan sát những tín hiệu khôn ngoan và không khôn ngoan. Giám đốc phòng kinh doanh, ông Sharma Modi lặng yên quan sát người bán hàng đang ngồi trước mặt. Bill Water đã mời ông Sharma đầu tư vào các sản phẩm của mình một khoản lớn. Sharma đã quan sát ngôn ngữ cơ thể của Bill. Cứ vài phút, Bill lại đổi tư thế. Khi với đến cốc cà phê của mình, bàn tay anh hơi run và mặt anh đổ một lớp mồ hôi mỏng. Sharma nói, Bill, tôi nhận thấy vụ kinh doanh này rất có ý nghĩa đối với anh. Ồ, không, chúng tôi còn nhiều vụ làm ăn khác nữa. Sau khi suy ngẫm về những gì mình quan sát được, Sharma đã đưa ra đề nghị về mức chi phí ít hơn khá nhiều so với Bill yêu cầu. Bill lưỡng lự rồi nói, được, chúng ta ký hợp đồng. Trong tình huống này, Sharma đã nhận thấy vẻ lo lắng của Bill. Mặc dù Bill đã nói, ồ không, chúng tôi còn nhiều vụ làm ăn khác nữa. Nhưng dựa trên ngôn ngữ cơ thể của anh ta thì sự thực không được như vậy. Bill thực sự cần vụ làm ăn này. Ngôn ngữ cơ thể là sự giao tiếp không lời. Ngôn ngữ cơ thể có thể có âm thanh hoặc không có âm thanh. Sự giao tiếp có âm thanh không có lời nói được biểu hiện qua giọng của bạn, chẳng hạn như tiếng hắng giọng. Bạn có thể nói, tôi đang bị nghẹt giọng. Cơ thể của bạn cố gắng thích nghi với môi trường xung quanh và việc hắng giọng này đã gửi đi những tín hiệu về chính cảm nhận của bạn. Đó là lý do giải thích vì sao bạn luôn cần ý thức về dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể của mình. Có rất nhiều dạng thức của giao tiếp không lời. Chuyển động của đầu, dụi mắt, xoa ngón tay, bàn tay, cánh tay hoặc chân, đổi tư thế, đổi hoặc dậm chân, đung đưa chân khi ngồi, gõ ngón tay lên mặt bàn, cử chỉ phẩy tay, cười, nhíu mày, cau có. Các cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng có tới 90% giao tiếp thực sự xuất phát từ ngôn ngữ cơ thể. Lời nói chỉ chiếm 10% mà thôi. Người ta quan sát những biểu hiện nhỏ mà ngôn ngữ cơ thể bạn truyền đi. Và do vậy, 90% là một tỷ lệ lớn trong quá trình giao tiếp. Nếu ngôn ngữ cơ thể bạn gửi đi một tín hiệu khác, thông điệp của bạn nhạt dần vì ngôn ngữ cơ thể không đồng nhất với lời bạn nói. Ngôn ngữ cơ thể có từ đầu tới chân. Chú ý tới cử chỉ của mọi người, từ bàn tay, cánh tay, chân, miệng và đầu để cảm nhận ngôn ngữ cơ thể tốt hơn. Những cử chỉ này của họ sẽ giúp bạn thấu hiểu hơn. Tôi muốn bạn tưởng tượng rằng bạn đang đứng trước mặt Bill, người mà bạn đang đàm phán cùng. Tôi sẽ hướng dẫn bạn một lượt nhìn những gì bạn quan sát được từ anh ta. Biểu đạt ngôn ngữ cơ thể bằng đầu. Cử chỉ bằng đầu của một người chắc chắn sẽ giúp bạn khám phá xem họ đang nghĩ gì. Nghiêng đầu có thể biểu đạt rằng họ đang thận trọng. Nó cũng có thể tiết lộ rằng Bill đang dò xét hoặc đang lo nghĩ về những điều vừa nói. Chuyển động của mắt cũng gửi đi những thông điệp riêng. Hầu hết mọi người sẽ có xu hướng nhìn lên phía bên trái khi họ cố nhớ điều gì đó đã xảy ra trước đây. Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách quan sát phản ứng của một người đối với một bình luận trùng lập. Hỏi một câu hỏi trùng lập như hỏi về kinh nghiệm bạn đã chia sẻ.
anh có nhớ việc cụ thể nào đó xảy ra khi nào không? Sau đó quan sát xem Bill có chuyển động mắt như thế nào để nhớ lại những thông tin dựa trên câu hỏi của bạn. Khi Bill nhìn lên bên trái, bạn biết rằng anh ấy đang cố nhớ về những gì anh đã thực sự trải qua. Bạn hiểu ẩn ý này hơn ở việc anh ta nhìn lên phía bên trái để nhớ lại thông tin. Nếu anh ấy đang cố gắng nhớ về âm thanh, anh sẽ có xu hướng nhìn thẳng về bên trái. Nếu anh ấy cố nghĩ về điều gì đó thuộc dạng tín hiệu âm thanh và đang cố đoán xem đó là gì, anh ấy sẽ có xu hướng nhìn xuống dưới về bên trái. Lúc này, hãy lập ra đường ranh giới phân định với anh ấy bằng cách hỏi những câu hỏi khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Thử nghĩ xem, bạn đang trò chuyện với Bill về một việc liên quan tới cảm xúc. Hãy chú ý xem anh ấy làm gì qua đôi mắt của mình. Một ai đó đang cố ngẫm về cảm xúc của mình sẽ nhìn xuống hướng bên phải. Lúc này trên bàn đàm phán, việc quan sát trở nên hết sức quan trọng bởi điều này sẽ giúp bạn hiểu được người khác thực sự cảm thấy thế nào về lời đề nghị, đơn chào giá hoặc những thứ khác. Nếu người đó nhìn thẳng về bên phải, có thể họ đang cố nghĩ về âm thanh mà trước đó anh ấy không nghe được. Nếu anh ấy nhìn lên hướng bên phải, anh ấy rõ ràng đang cố tạo tưởng tượng ra hình ảnh hoặc một suy nghĩ trong đầu. Khi Bill nói, hãy chú ý cả đến những chuyển động kết hợp của đầu. Như khi anh ấy nói, không, điều đó không đúng, và đồng thời anh ấy hất đầu về phía trước. Đây là một nguyên tắc trong đàm phán mà bạn cần nhớ lại. Một khi có sự bất đồng về lời nói và ngôn ngữ cơ thể, hãy tin vào ngôn ngữ cơ thể. Cơ thể không nói dối, nó luôn nỗ lực hành động dựa trên sự thật. Chú ý quan sát các nhóm cử chỉ. Hãy để ý tới các nhóm dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể để xác định lập trường đàm phán của Bill. Nếu thay vì mỉm cười thì anh ấy lại trao mày, biểu lộ sự coi thường khi bạn đưa ra câu hỏi như vậy. Anh không biết là mình đang nói gì đâu. Điều này cũng có thể chứa ngụ ý. Hãy quan sát kỹ xem anh ấy né hay hướng về phía bạn, xem anh ấy mỉm cười hay cau mày, xem liệu khóe môi của họ có thực sự nhếch lên biểu đạt sự coi thường hay không, hay họ có tình cờ giữ người về phía trước khi nói chuyện hay không. Lý do tôi nhấn mạnh cảm giác của Bill là bởi đôi lúc chúng ta vẫn cho rằng anh ta nói dối nếu lúc đó dữ liệu anh ta chỉ ra không chính xác. Nhưng thực tế thì không phải như vậy, mặc dù ngôn ngữ cơ thể của anh được sắp đặt phù hợp với những gì anh nói. Thay vào đó, dù anh ấy thực sự không biết rõ câu trả lời, nhưng anh ấy đang nói sự thật. Có rất nhiều tín hiệu bằng lời nói hoặc không bằng lời nói. Việc biết mình nên quan sát điều gì sẽ giúp bạn hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Cũng với thông tin như vậy, nhưng bạn có thể hiểu mức giá hoặc giá chào hàng của anh ta như thế nào. Do vậy, việc khôn khéo giải mã các tín hiệu bằng lời hoặc không bằng lời đã giúp bạn nỗ lực và đạt hiệu quả cao hơn trong đàm phán. Cánh tay có ý nghĩa như thế nào? Khi Bill mở rộng cánh tay, điều đó có nghĩa là anh ấy đang thực sự cởi mở về chủ đề mà bạn và anh ấy đang thảo luận. Thỉnh thoảng, bạn sẽ nhìn thấy người ta phất chéo tay. Đừng bị hành động này đánh lạc hướng. Mọi người thường không đủ tinh ý để nhận thấy thông điệp của ngôn ngữ cơ thể. Nhờ nghiên cứu, ta thấy rằng phụ nữ có khuynh hướng vắt tay hơn nam giới. Vắt tay nọ lên tay kia có thể có vài ý nghĩa khác nhau. Mệt mỏi, cảm thấy lạnh, cố gắng để cảm thấy thoải mái hơn, hài lòng với điều vừa đạt được, đồng tình với bạn. Hãy chú ý tới thời điểm một người vắt tay nhé. Khi bắt gặp một vài thời điểm thích hợp với sở thích, Bill sẽ vắt tay lần nữa và bạn sẽ biết rằng Bill có hành động như vậy để bày tỏ sự hài lòng, trái ngược với không hài lòng. Hãy quan sát cách một người sử dụng cử chỉ của họ để xác định cho đúng ý nghĩa thực sự. Ý nghĩa của bàn tay. Khi người ta nói, hãy quan sát xem họ có hướng lòng bàn tay lên trên hay không. Điều này cho thấy họ có tiếp thu. Hãy nhớ rằng những cử chỉ khác nhau của cánh tay và bàn tay sẽ tiết lộ rất nhiều ý nghĩa. Việc hiểu tốt những thông điệp này sẽ tiết lộ suy nghĩ ảnh hưởng trực tiếp tới buổi đàm phán. Bắt tay. Khi bạn chú ý tới cách các nhà đàm phán bắt tay, có thể bạn sẽ nắm được nhà đàm phán đó đang nghĩ gì. Hãy chú ý tới độ rắn chắc của cái bắt tay. Một cái bắt tay vững chắc có thể tiết lộ rằng đừng có lộn xộn với tôi. Cái bắt tay vững chắc cũng có thể là bởi kẻ yếu thế hơn không muốn để bạn phát hiện ra họ yếu thế hơn. Giờ là những gì bạn cần làm khi nhận được cái bắt tay thật chặt. Đó là hãy đề nghị bắt tay vài lần và xem chuyện gì sẽ xảy ra với những lần bắt tay đó. Nếu nó vừa phải thì hãy nghĩ tới lý do vì sao lại có sự thay đổi này. Cái bắt tay ban đầu có thể chắc chắn, có thể nhẹ nhàng, có thể vượt qua. Nó có thay đổi trong suốt cuộc đàm phán hay không? Bằng việc quan sát mức độ thay đổi, bạn sẽ hiểu tâm tư đối thủ. Nếu bạn chú ý tới những cử chỉ ngôn ngữ cơ thể khác, cả nhóm cử chỉ, thì bạn có thể xác định được sự thay đổi sắp tới của anh ta và vì sao nó lại thay đổi. Sự kết hợp đồng loạt của các cử chỉ sẽ giúp bạn cảm nhận được phương hướng của nhà đàm phán khác. Sử dụng bàn tay để chạm tới nhà đàm phán khác.
có một vài bộ phận cơ thể khá an toàn để tiếp xúc trong suốt một cuộc đàm phán như vai, khuỷu tay. Chạm tay vào vai. Khi một người đặt tay lên vai người khác, có nghĩa là cô ấy đang cảm thấy mình ở thứ hạng trên. Bạn nên tin tưởng vào khả năng đàm phán của mình với người khác. Đừng để điều này làm ảnh hưởng tới khả năng đàm phán của mình. Việc đặt tay lên vai cũng có thể được thực hiện với mục đích làm đối phương cảm thấy dễ chịu hơn. Đây cũng có thể là cử chỉ xoa dịu nên bạn phải hiểu thời điểm và nguyên do của hành động này. Đây có thể là một cử chỉ chân thành. Chạm vào khuỷu tay. Đây là một chiến lược phản công bởi đồng thời nhận thấy sự tiếp xúc ở khuỷu tay kết hợp với cái bắt tay. Vậy nếu bạn đặt tay mình lên khuỷu tay họ, có nghĩa là bạn kiểm soát đối thủ khá nhiều. Hãy quan sát xem lúc đó anh ta làm gì. Nhóm cử chỉ này sẽ bộc lộ chính xác tâm tư xem đối phương nghĩ gì trong những tình huống riêng biệt hơn là một cử chỉ đơn lẻ. Chân và tư thế. Hãy nhớ về lần cuối cùng bạn nhìn thấy một người đung đưa chân. Đây là dấu hiệu không thoải mái hoặc đang lo lắng. Một người mà có đung đưa chân khi đứng cũng chứng tỏ sự khó chịu. Động tác đung đưa là nỗ lực nhằm tìm kiếm sự thoải mái. Trong đàm phán, ý nghĩa của một cử chỉ thoải mái phụ thuộc vào thời điểm nó xuất hiện. Những gì đã diễn ra trước đó là yếu tố tạo nên những cử chỉ phía sau. Mắt cá chân và bàn chân. Khi Bill ngồi, anh ấy di chuyển chân mình vòng quanh rồi ra trước ra sau. Anh ta có thể đang bộc lộ cử chỉ rằng mình bắt đầu hơi mệt về quá trình đàm phán này. Hãy luôn chú ý quan sát cử động chân của người khác, ít nhất là một chân, dù bạn vẫn đang nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Vừa tập trung đàm phán, bạn vẫn có thể chú ý xem anh ta làm gì với đôi bàn chân. Cái ôm. Hãy nghĩ về cách mọi người giao tiếp với nhau khi ôm. Chúng ta có được những ý nghĩa gì từ những thông điệp không lời này? Một người đàn ông tiếp cận một người phụ nữ và anh ta bắt đầu ôm cô. Cô cho phép anh ta ôm mình với kiểu ôm toàn cơ thể. Dấu hiệu đó còn hơn cả sự chào đón, cởi mở và chấp thuận. Che giấu ngôn ngữ cơ thể. Khi biết được những gì mình làm với ngôn ngữ cơ thể, bạn có thể sẽ thận trọng và cố gắng che giấu phản ứng của mình. Nhiều người tự luyện tập để che giấu phản ứng của mình. Việc luyện tập này sẽ giúp ta kiểm soát ngôn ngữ cơ thể để không bộc lộ trước những người khác. Ngôn ngữ cơ thể thiếu năng lượng. Một người mà cố che giấu ngôn ngữ cơ thể của mình hoặc biểu hiện thiếu năng lượng qua các biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt hoặc qua cử động cơ thể. Hãy quan sát Bill qua những manh mối sau. Cử chỉ của Bill không thống nhất với những gì anh nói. Anh ta khoanh tay và thu bàn tay về gần với người. Anh ta không có sự giao tiếp bằng mắt. Cử chỉ của anh ta thiếu tính dứt khoát. Giọng nói nhẹ và chậm. Ngôn ngữ cơ thể biểu đạt phản ứng của bạn với các chiến thuật, đề nghị, đơn giá chào hàng của nhà đàm phán. Bằng việc sử dụng nó một cách thích hợp trong đàm phán, bạn cũng biểu đạt với nhà đàm phán khác mức độ kiểm soát của mình. Kiểm soát đôi bàn tay. Hình dung là bạn đang ngồi ở bàn đàm phán và Bill rõ ràng đang ngồi lên tay mình như thể không muốn để lộ cử chỉ của tay vậy. Việc này tiết lộ cho bạn điều gì về ngôn ngữ cơ thể của anh ta? Anh ta cố ý giấu hai bàn tay mình để bạn không đọc được suy nghĩ bên trong. Hãy quan sát việc che giấu ngôn ngữ cơ thể để đánh giá thái độ của một người. Hãy chú ý xem việc che giấu này kéo dài bao lâu, động cơ là gì và khi nào nó dừng lại. Ngôn ngữ cơ thể phóng đại. Với nhiều nhà đàm phán, việc biểu lộ sự mệt mỏi cũng góp phần thuyết phục cho những nhu cầu của họ. Luôn nhớ là dù họ có làm gì, động cơ của họ là sử dụng kỹ năng để đem lại lợi ích cho chính họ. Nếu bạn đang đàm phán với một người để lộ động cơ này, điều này có thể củng cố vị thế của bạn trước hình ảnh của một người đang mệt mỏi. Nhưng nếu bạn mệt mỏi, hãy cẩn thận, bởi điều này sẽ kích động một số nhà đàm phán hùng hổ tấn công bạn. Hơn nữa, hãy luôn tự bảo vệ mình, đối thủ có thể dùng tiểu xảo để đánh lừa bạn. Kết luận, Bill mất vị thế của mình bởi ngôn ngữ cơ thể, việc run tay, lớp mồ hôi trên trán và xê dịch chỗ ngồi đã tiết lộ anh ta không hề thoải mái. Kỹ năng đọc ngôn ngữ cơ thể thuần thục của Sharma hiển nhiên đã giúp ông tự tin hạ mức giá. Ông đã có thể nâng giá, nhưng ông cảm nhận được việc Bill thực sự cần hợp đồng này hơn là lời anh ta nói. Và Sharma đã mang về một hợp đồng với mức giá tốt hơn ban đầu. Trong trường hợp này, việc thực sự hiểu và sử dụng ngôn ngữ cơ thể có thể nâng cao được vị thế của bạn trong đàm phán. Chương 2. Những biểu cảm nhỏ bé bắt lên một dây cảm xúc bùng lên. Khi ngồi xuống đối diện Kai, Kala tin rằng buổi phỏng vấn này sẽ diễn ra tốt đẹp. Mình thực sự thích làm việc ở công ty này, cô nghĩ. Thật là hoàn hảo, mình sẽ được phép làm việc ở nhà, sử dụng những kỹ năng của mình và làm công việc sáng tạo. Mình biết Kai đã gặp khó khăn trong việc tìm người đảm nhận vị trí này, không biết mức lương thế nào nhỉ? Kai kết thúc buổi phỏng vấn bằng câu,
Carla, tôi nghĩ là cô sẽ làm tốt công việc ở vị trí này. Tôi muốn chắc là chúng tôi không lãng phí thời gian của cô. Nếu tôi mời cô đảm nhận vị trí này, cô có nhận định về mức lương trong đầu chưa? Carla nói, vâng, tôi muốn mức lương là 60.000 đô la một năm. Kai mở to mắt kinh ngạc. Carla nhận thấy cái nhìn của anh ta và nói, tất nhiên, mức lương này có thể thường thuyết. Kai nghĩ, mình còn chưa bao giờ mời trả cho cô ấy mức lương thấp như vậy. Mình nghĩ sẽ trả cô ấy 100.000 đô cơ. Anh ta giả vờ suy nghĩ về vấn đề này và đáp, mức lương khá nhất chúng tôi sẽ trả là 55.000 đô. Carla đáp, tuyệt, tôi sẽ nhận công việc này. Xác định đặc điểm những biểu cảm nhỏ. Carla đã dịch sai ngôn ngữ cơ thể không lời của Kai. Cô phải trả giá 45.000 đô một năm cho sai lầm này. Những biểu cảm nhỏ là một dạng thức của ngôn ngữ cơ thể. Những biểu cảm không được sàng lọc của cảm xúc xuất hiện chưa đầy một giây. Chúng tiết lộ tâm tư của đối phương. Nếu bạn có thể giải mã một cách chính xác thì có thể vận dụng chúng nhằm củng cố vị trí của mình. Những biểu hiện nhỏ đem lại cho bạn ý niệm tạm thời về tâm tư của người khác. Bởi bộ não của đối thủ không có cơ hội để ra lệnh dừng biểu lộ trước khi chúng được thực sự bộc lộ ra ngoài. Biểu cảm này mở ra những suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác thực sự của họ. Ngôn ngữ cơ thể có thể mang lại cho chúng ta những tín hiệu không lời mà chúng ta phát đi dưới dạng những biểu cảm nhỏ. Vì lý do đó, những biểu cảm nhỏ là vô cùng quan trọng bởi bạn không nghĩ về việc mình nên đáp lại như thế nào. Những biểu cảm nhỏ kéo dài không đến một giây. Nhiều người còn cho rằng chỉ 3/4 giây chỉ vừa khoảng thời gian cho một cái chớp mắt. Trong câu chuyện trên, Carla đã dịch sai tín hiệu ngôn ngữ cơ thể mà cô cảm nhận được từ Kai. Một trong những điều cô cần làm là nhận biết và cảm nhận ý nghĩa thực sự. Cô xác định chính xác, Kai giao tiếp với cô qua sự ngạc nhiên. Nhưng đó là sự ngạc nhiên vui mừng với điều cô nói, rằng cô đã đánh giá thấp khoản lương mà anh ta có thể trả cho cô. Anh ta biểu lộ sự ngạc nhiên, đơn giản đúng như những gì anh ta cảm thấy, sự ngạc nhiên mà bạn thể hiện rất nhiều lần. Nếu Carla có thời gian để đưa ra một câu hỏi thăm dò như một nhà đàm phán giỏi vẫn thường làm với những gì họ cảm nhận được, thì cô ấy đã có cái nhìn chính xác hơn về ý nghĩa của biểu cảm đó. 7. Biểu cảm nhỏ phổ biến. Những biểu cảm nhỏ này là những biểu cảm phổ biến giữa các nền văn hóa khắp thế giới. Thứ nhất, sợ hãi. Thường thì sợ hãi được bộc lộ ra khi bạn nhướng mày, mở to mắt và khẽ hé môi, môi dưới của bạn hơi trễ xuống. Khi chúng ta sợ hãi điều gì đó, mắt sẽ mở to bởi chúng ta muốn thu nhận nhiều hình ảnh nhất có thể. Nhờ vậy, chúng ta có thể quyết định dựa trên những thông tin thu thập được và xác định xem mình nên làm gì tiếp theo. Thứ hai, tức giận. Một người tức giận sẽ nhíu lông mày lại và hướng xuống dưới. Bạn sẽ thấy cô ấy nhìn chằm chằm, mím môi lại và mũi nở ra. Bạn sẽ nhận ra thông điệp này khi thấy cô ta nhìn chằm chằm vào mình. Cô ta không vui vẻ gì với điều bạn vừa làm, nói hoặc vì nhiều lý do khác. Thứ ba, kinh tởm. Kinh tởm được thể hiện qua việc nhếch môi trên. Cứ như thể đối phương ngửi thấy thứ gì đó hôi hám và anh ta sẽ nhăn mũi để né tránh nó. Đây chính là cách dễ dàng để phát hiện ra biểu cảm kinh tởm. Biểu cảm này được bộc lộ khi anh ta không thích điều mình vừa nghe hoặc cảm thấy. Thứ tư, ngạc nhiên. Ngạc nhiên được biểu lộ qua hành động nhướng mày, mắt mở to và miệng cũng mở. Nỗi sợ hãi và sự ngạc nhiên cũng có điểm chung. Việc ngạc nhiên không nhất thiết phải thể hiện qua việc há miệng, nhưng bạn sẽ thường thấy lông mày nhướng lên và mắt mở to. Làm thế nào để phân biệt được biểu cảm của sự sợ hãi và ngạc nhiên? Bạn cần quan sát thêm những dấu hiệu nữa khi không chắc cảm xúc mà đối thủ đang bộc lộ. Hãy tìm nhóm biểu cảm để khẳng định mình đang trông thấy điều gì. Thứ năm, coi thường. Coi thường chính là sự chế nhạo, đó là khi đối thủ nhếch một bên mép. Hãy nhớ là những biểu cảm nhỏ chỉ kéo dài chưa đến một giây, cho nên bạn phải cực kỳ tinh ý để xác định chính xác điều gì xuất hiện. Sau đó, xác nhận điều gì vừa xảy ra bằng cách hỏi dò. Thứ sáu, buồn. Khi buồn, mí mắt trên có vẻ hơi cụp xuống, đôi mắt nhìn không tập trung, môi khẽ trễ xuống và bạn sẽ nghe giọng mình thay đổi. Biểu cảm nhỏ không lời và giọng của bạn cùng kết hợp để thể hiện nỗi buồn. Thứ bảy, hạnh phúc. Cuối cùng, hãy quan sát hạnh phúc. Một người hạnh phúc sẽ biểu lộ qua đôi mắt mở to, mỉm cười, gò má nhô cao. Bạn biểu lộ sự vui vẻ mà bạn đang cảm nhận. Có lẽ đó là sau khi đàm phán thành công. Những biểu cảm nhỏ chính là ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể bao gồm cả giao tiếp không lời và có lời. Có nhiều cách để nói tôi yêu bạn và các từ giống nhau có thể mang lại những ý nghĩa khác nhau nhờ ngữ điệu. Nó trở thành dạng thức âm thanh của ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể kết hợp với màu sắc ngôn từ trong giao tiếp và những biểu cảm nhỏ có thêm nhiều tầng ý nghĩa
để thấu hiểu quá trình suy nghĩ của đối phương. Cơ thể của bạn luôn luôn cố gắng biểu đạt một cách thành thật nhất. Khi nó chuyển đi tín hiệu của một biểu cảm nhỏ, chính là lúc cơ thể cho phép bạn khám phá điều gì xảy ra. Dù cho tôi có sợ hãi hay tức giận về những việc xảy ra, hay kể cả là ghê tởm đi nữa, tôi cảm thấy ngạc nhiên hay là coi thường, tôi cảm thấy buồn rầu hay hạnh phúc. Những cảm xúc đó phản ánh sự chân thật của một người có biểu cảm nhỏ, bởi ngay lúc đó, cá nhân họ đã chuyển đi những tín hiệu này. Nguyên nhân gây ra những biểu cảm nhỏ là gì? Hệ thần kinh của con người phản ứng với những mối đe dọa bằng một động thái chiến đấu hoặc phản ứng bỏ chạy. Một loạt các phản ứng hóa học gọi là dây chuyền thần kinh đã giúp chúng ta phản ứng như vậy. Ảnh hưởng từ những biểu cảm nhỏ trong đàm phán. Trong buổi đàm phán, bạn đưa ra mức giá và nhận thấy đối thủ nhướng lông mày, người ngả ra sau, cách xa bạn và môi dưới hơi trẻ ra. Bạn quyết định không hỏi đối thủ của mình, nhưng thay vào đó bạn tiếp tục kế hoạch. Khi trò chuyện, bạn theo dõi gương mặt anh ta. Anh ta khẽ nhích mép, chứng tỏ anh ta coi thường hoặc sợ về những lời bạn nói. Những biểu cảm nhỏ có ảnh hưởng nhất định đối với quá trình đàm phán. Một nhà đàm phán càng đọc chính xác những biểu cảm nhỏ, thì cơ hội đàm phán về mức giá đưa ra hay về giá chào hàng càng thành công. Nâng cao vị thế của bạn nhờ những biểu cảm nhỏ. Việc dịch hiệu quả ngôn ngữ của những biểu cảm nhỏ sẽ liên hệ tới nắm bắt cơ hội thấu hiểu những gì bạn cảm nhận được từ đối thủ và đưa ra câu trả lời chính xác. Những tâm tư này chỉ diễn ra trong tích tắc, dưới sức nóng của cuộc thảo luận, buộc bạn phải tư duy chính xác để định hình giá cả mà bạn đang đàm phán. Sự thiếu hụt những biểu cảm nhỏ. Việc giả vờ biểu lộ những biểu cảm nhỏ phải là một sự tính toán cẩn trọng, bởi lúc này biểu cảm đó lại trái ngược với những gì bạn nghĩ. Có khi nào họ có một hành động kém thông minh, vẻ mặt thiếu tự nhiên hay không có phản ứng gì cả không? Chúng tôi nhận thấy những người này thường có vẻ mặt trầm tĩnh hoặc khó hiểu. Phản xạ và phản ứng của chúng ta là bẩm sinh, nên khi bạn cố tình giấu đi cảm xúc của mình, việc này rất dễ bị lộ. Nếu đối thủ nhận ra phản ứng của việc ngồi yên lặng trong lúc đàm phán này là không tự nhiên, là một đối thủ khôn ngoan, họ sẽ quan sát để thấu hiểu tâm tư của bạn. Họ sẽ nghĩ, cô ta đang che giấu điều gì nhỉ? Cảm xúc thực sự của cô ta là gì? Cô ấy giữ vẻ mặt trầm lặng này để muốn thứ gì? Nếu bạn duy trì một ngôn ngữ cơ thể quá lâu, thì đó không còn là thật nữa. Đối thủ của bạn sẽ nhận ra bạn đang cố tình truyền đi một thông điệp khác, không phải là những gì bạn đang nghĩ. Lựa chọn chiến thuật của Carla. Carla đã mắc những sai lầm dễ nhận thấy bởi không tìm hiểu kỹ lưỡng về mức lương phổ biến trước khi đàm phán. Và cũng vì như vậy, cô đã hiểu sai những biểu cảm nhỏ của Kai. Việc đưa ra mức lương cũng chính là cách củng cố vị trí của mình. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp của Carla, lẽ ra cô ấy nên thảo luận với Kai sau khi đưa ra mức lương của mình để xem Kai nghĩ gì. Nếu Carla khôn khéo hơn nữa, cô ấy đã dành thời gian tìm hiểu về mức lương và không quá vui mừng khi được nhận vào làm việc. Thay vào đó, cô sẽ nói, tôi được mời vào làm, chắc chắn là tôi sẽ được sự đãi ngộ phù hợp cho công việc này. Đàm phán vì lợi ích. Một trong những nguyên tắc đàm phán là bạn có thể chấp nhận một mức lương thấp hơn như là một phần trong thỏa thuận, nhưng đảm bảo tăng tổng đãi ngộ nhờ những điều khoản khác. Carla đã có cơ hội nói rằng cô ấy đồng ý với mức lương 55.000 đô la, nhưng đồng thời muốn có 4 tuần nghỉ lễ, được chia lợi nhuận, được thanh toán toàn bộ chi phí bảo hiểm và có xe công. Nói cách khác, Carla đã có thể đòi thêm ở những phần chính sách đãi ngộ dù không trả cho cô mức lương phù hợp mà cô vô tình để mất. Để Carla có thể đòi hỏi những quyền lợi này, cô ấy cần hiểu thêm về đàm phán, về những gì mình có thể đạt được. Carla thậm chí đã không thăm dò xem liệu mình có thể được nhận thêm không. Một trong những điều cô ấy cảm nhận được là sự ngạc nhiên. Chính điều này đã khiến cô ấy hạ thấp yêu cầu của mình. Trong khi Kai thì hiểu là mức đề nghị của cô ấy không phải là con số chắc chắn nhất, nên anh hạ xuống còn 55.000 đô. Anh ta đã hạ mức lương xuống rất nhiều so với con số cô đáng ra được nhận. Dường như cô ấy cũng nhanh chóng chấp nhận mức lương này. Giải mã những biểu cảm nhỏ trong ngữ cảnh văn hóa. Một nhà đàm phán khôn khéo sẽ học cách làm thế nào để nhận diện những biểu cảm nhỏ và tâm trạng mà họ tiết lộ. Hãy tập luyện quan sát xem người khác biểu lộ cảm xúc thông qua những biểu cảm nhỏ như thế nào. Nhờ vậy, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự chân thực của những biểu cảm nhỏ này. Bạn càng giải mã chính xác các biểu cảm nhỏ, bạn càng có cơ hội trở thành một nhà đàm phán giỏi. Đơn giản, bởi khi đó bạn sẽ hiểu thêm về tâm tư của người khác dựa trên cách đối thủ sử dụng cơ thể họ và tiết lộ cảm xúc của họ thông qua những biểu cảm nhỏ. Hãy sử dụng kiến thức này để hướng dẫn bạn củng cố vị thế của mình hoặc để đạt được điều gì đó. Các nhà đàm phán khôn khéo thường nghiên cứu cơ bản về nền văn hóa của đối phương.
bạn cần phải hiểu về văn hóa của người khác khi đàm phán với họ. Ví dụ, bạn có thể gặp những người Nhật Bản, họ thể hiện rất rõ phép lịch sự của mình qua rất nhiều các cử chỉ, cúi mình và sự tôn kính. Người Nhật coi trọng phép lịch thiệp đúng mức và không gây khó chịu tới người khác. Họ có thể gây ấn tượng bằng cách đồng tình ngay cả khi họ không thực sự cảm thấy như vậy. Bạn luôn phải hiểu rõ nền văn hóa đối phương khi bạn cố đánh giá mức độ biểu cảm nhỏ mà họ thể hiện hoặc ghi nhớ những biểu cảm tự nhiên của họ. Đơn giản bởi ví dụ không biểu lộ sự tức giận chính là một phần của văn hóa nước họ. Việc hiểu rõ về nền văn hóa sẽ giúp bạn hiểu rõ mức độ sắc thái của những biểu cảm nhỏ. Hãy nhớ rằng những biểu cảm nhỏ chính là sự bộc lộ về cảm xúc kéo dài chưa tới một giây. Tùy thuộc vào mức độ khéo léo cảm nhận, đọc và phát hiện những biểu cảm nhỏ mà bạn có thể củng cố khả năng đàm phán của mình. Việc này sẽ đem lại cho bạn ưu thế lớn trên bàn đàm phán. Vì vậy, hãy luyện tập quan sát những biểu cảm nhỏ và tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Chương 3. Dự đoán, chuẩn bị cho trò chơi cảm xúc. Jessica chuẩn bị phòng họp cho buổi đàm phán này. Cô đặt hoa tươi để gây ấn tượng về sự chu đáo. Cô cất đi những chiếc cốc nhựa và đặt vào tủ những chiếc ly pha lê. Jessica vặn nhỏ đèn làm dịu ánh sáng để tạo cảm giác riêng biệt. Cô nhờ trợ lý từ chối các cuộc điện thoại trong lúc họp. Trước khi đối tác đàm phán đến, Jessica diễn tập cách bắt đầu một cuộc đàm phán và chuẩn bị phần chính mà cô đã nhắm đến. Cô đảo mắt một lượt khắp phòng ngay trước khi thang máy phát ra âm thanh báo hiệu những vị khách của cô đã đến. Trò chơi bắt đầu nào? Cô nghĩ mình đã sẵn sàng. Mục đích của dự đoán. Việc của dự đoán chính là lên kế hoạch xem bạn đã phản ứng thế nào trong buổi đàm phán và dự đoán xem đối phương sẽ cảm thấy thế nào và sẽ làm gì. Hãy lên kế hoạch cho phần ngôn ngữ cơ thể của chính bạn, cũng như khiêu khích và tìm kiếm những tín hiệu ngôn ngữ cơ thể nào của đối phương. Hãy nghĩ xem bạn sẽ phản ứng như thế nào và bạn sẽ duy trì buổi đàm phán theo hướng có lợi cho mình ra sao. Trước khi buổi đàm phán bắt đầu, việc dự đoán này sẽ không xuất hiện riêng lẻ, mà như bạn biết, bạn có thể sử dụng việc dự đoán này trong suốt một cuộc đàm phán tùy theo diễn biến. Việc dự đoán bao gồm việc kiểm soát môi trường xung quanh, đối thủ của mình, bao gồm cả những người không trực tiếp ngồi vào bàn đàm phán và chính bản thân bạn. Dự đoán môi trường xung quanh. Jessica thận trọng chuẩn bị cho môi trường xung quanh thông qua việc kiểm soát ánh sáng, đồ đạc, tới việc kiểm soát bầu không khí và gợi phản ứng của đối thủ. Các nhà đàm phán có thể sử dụng nhiều chiến thuật khiêu khích khác nhau để tạo ảnh hưởng lên môi trường xung quanh. Dự đoán về đối thủ. Bạn càng hiểu về đối thủ của mình thì việc dự đoán càng trở nên dễ dàng. Khi đàm phán, cô ta là kẻ hiếu chiến. Khi đàm phán, cô ta là người rụt rè. Bạn có thể khiến cô ta e dè tới mức nào nếu sự thật là cô ta cần hợp đồng này? Cô ta có thể lưỡng lự mức độ nào khi chiến thuật sử dụng cử chỉ ngôn ngữ cơ thể gửi đi thông điệp không lời rằng bạn vừa gần đi tới thành công rồi lại khiến cô ta chú tâm tới mức giá đang đàm phán này? Bạn càng thấu hiểu động cơ, chiến thuật, cử chỉ ngôn ngữ cơ thể mà cô ta sử dụng, bạn sẽ càng hiểu cách tác động làm thay đổi mong muốn của cô ấy dựa trên việc bạn sử dụng ngôn ngữ cơ thể của mình như thế nào. Bạn có nên biểu lộ sự công kích bằng việc nhoài người gần về phía cô ấy và khiến cô ấy thấy yếu thế hoặc dễ dàng chấp nhận giá chào hàng của bạn hay không? Đây chính là những điểm mà bạn cần biết về đối thủ của mình để có thể lên kế hoạch phù hợp và như vậy có thể hiểu được mình cần dự đoán những kỹ năng nào để sử dụng trong buổi đàm phán. Hãy xem bạn cần biết điều gì về đối thủ của mình. Tự hỏi bản thân, những kỹ năng nào bạn có thể sử dụng để làm lay động hoặc làm đối phương bình tĩnh? Ngôn ngữ cơ thể nào bạn sẽ sử dụng để nhấn mạnh hoặc giảm nhẹ những điều mình đang nói? Những áp lực nào bạn có thể áp dụng để khiến đối phương cảm thấy yếu thế hoặc cảm thấy hào hứng hơn? Bạn định hình bản thân xem mình là nhà ngoại giao như thế nào, là người thân thiện hay cục cằn? Một phần trong quá trình dự đoán là cân nhắc xem bạn có thể khiến người khác dễ dàng chấp nhận cuộc đàm phán này như thế nào. Hãy để tâm đến việc người bạn đang nói chuyện cùng thuộc nhóm người nào và bạn mong chờ anh ta sẽ phản ứng ra sao. Bạn có muốn tước quyền của họ bằng việc khiến họ lo lắng hay không? Hay bạn muốn kiểm soát một đối thủ yếu thế hơn? Bạn sẽ sử dụng chiến thuật khiêu khích nào trong khi đàm phán để khiến đối phương mất đi sự tự tin? Hãy lên kế hoạch xem bạn sẽ sử dụng những phản ứng nào có lợi cho mình. Phần chuẩn bị này cũng có phần giống như tìm hiểu tâm tư của đối phương rồi quyết định xem bạn có thể thay đổi tâm tư của họ để có lợi cho mình như thế nào. Ngôn ngữ cơ thể và ngôn từ của bạn sẽ nhằm vào đối phương. Hãy cân nhắc xem những cử chỉ nào sẽ phù hợp với thông điệp mà bạn muốn tiết lộ. Dự đoán với người khác trong nhóm của bạn. Bạn không chỉ cần tìm hiểu với đối thủ của mình để có thể dự đoán tốt cho sự kiện này như cách Jessica làm với những bông hoa, ly pha lê thay vì những chiếc cốc nhựa,
mà bạn còn cần phải chuẩn bị cả với những người không trực tiếp ngồi trên bàn đàm phán. Theo như những gì đã dự đoán, bạn luôn phải xem xét xem ai sẽ ngồi vào bàn đàm phán và ai không ở đó, cân nhắc tới sự ảnh hưởng của những đối thủ vắng mặt, những nhà đàm phán vắng mặt và những chiến thuật chuẩn bị mà bạn có thể vận dụng để tác động tới họ. Hãy nhớ, khi đàm phán, càng biết nhiều thông tin, bạn càng có nhiều phương án để tận dụng. Dự đoán cho chính mình. Hãy để tôi nói sâu hơn về bước này. Việc chuẩn bị bao gồm cả việc hiểu động cơ của chính bạn đối với cuộc đàm phán này, tâm trạng của bạn và khả năng bị tấn công của bạn. Bạn cần phải biết mình có bao nhiêu năng lượng trước khi bắt đầu một buổi đàm phán. Dự đoán cho chính mình chính là tự biết mình có đang gặp rào cản nào như căng thẳng, mệt mỏi hay ưu phiền nào không, để từ đó có biện pháp tăng cường khả năng tập trung của bạn. Tính toán mức độ hiệu quả của việc dự đoán. Dù bạn bắt đầu đàm phán với những dự đoán về các tình huống sẽ xảy ra, thì vẫn có những yếu tố bất ngờ nằm ngoài dự đoán mà sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc đàm phán. Trong quá trình đàm phán, những bằng chứng nào giúp bạn nhận định xem liệu việc dự đoán này có hiệu quả hay không? Dự đoán một cuộc đàm phán khó khăn. Dự đoán là một giai đoạn cần thiết trong đàm phán, thường là hướng tới lời đàm phán. Bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ, lúc này bạn đang nghe điện thoại của Jack. Anh ta là một khách hàng ủy nhiệm và đang rất tức giận vì một hóa đơn. Anh ta đang bốc hỏa và cảm thấy phẫn nộ, cảm xúc rất tệ nên lời nói rất nhanh và đầy áp lực. Bạn có một lựa chọn. Bạn có thể phản công và từ chối nói chuyện với anh ta cho tới khi anh ta bình tĩnh hơn, và lúc đó bạn có thể lắng nghe. Khi bạn muốn biết về những mối lo ngại và muốn đàm phán về cách giải quyết chúng, dự đoán có nghĩa là tạo ra một bầu không khí thích hợp để giao tiếp. Hãy lắng nghe, đừng chen ngang và hãy đợi cho đến khi Jack hạ hỏa. Đây là một vài ví dụ cho những lời đối đáp nhằm xoa dịu cho những lần giao tiếp trực tiếp giữa hai người. Hãy nói tôi nghe mối lo ngại của anh. Để tôi nghe xem vấn đề của anh là gì nào. Mong muốn của anh là gì? Điều gì sẽ khiến anh hài lòng? Cần phải hiểu các phần có liên quan hoạt động trong bộ não của bạn. Hệ thống có liên quan này được hình thành để tìm kiếm sự thoải mái. Jack đang tiết lộ với bạn là anh ta đang ở trạng thái khó chịu. Hãy sử dụng giọng điệu xoa dịu qua một vài câu hỏi để thể hiện rằng mình thực sự muốn hiểu mong muốn của họ, chứng tỏ rằng mình đang quan tâm tới họ. Lúc này, bạn đang cố xoa dịu và đáp ứng họ. Bạn đang tạo ra một không khí mới và ám chỉ rằng chúng ta bắt đầu đàm phán nào và tôi sẽ để tâm tới vấn đề của anh. Sự dự đoán của bạn quyết định giai đoạn tiếp theo trong quá trình đàm phán. Bạn cũng sẽ xác định được giọng điệu mà đối phương sắp tới sẽ phản ứng với mình. Hãy nhớ rằng bạn luôn phải chuẩn bị xem đối thủ sẽ giao tiếp và phản ứng như thế nào với bạn. Hãy cân nhắc các chiến thuật, có thể là dịu hơn, có thể là căng hơn nhưng có lợi cho mình. Như vậy, bạn mới nắm quyền kiểm soát. Hãy nhớ rằng hành động của mình sẽ tác động tới lần đàm phán sau này với đối thủ này. Nhận biết sự dự đoán. Làm cách nào để nhận biết người khác sử dụng chiến thuật dự đoán chống lại bạn? Chỉ bằng cách bạn nghiên cứu với đối thủ của mình, cũng như dự đoán xem người khác sẽ nghiên cứu gì về bạn. Đừng để bị bất ngờ. Hãy thể hiện giống như danh tiếng của mình, như cách người khác nhận định về phong cách đàm phán của bạn. Như vậy, đối phương sẽ dự đoán cách bạn sẽ phản ứng trong những tình huống nhất định. Liệu người khác có nói rằng bạn là người dễ nổi nóng hay không? Hay bạn nổi tiếng vì tính kiên nhẫn của mình? Xác định thời điểm dự đoán. Bạn cần phải nắm bắt được mức độ kiểm soát thời điểm sử dụng chiến thuật dự đoán của mình. Ví dụ như bạn có thể chọn thời điểm trong quá trình đàm phán để biểu lộ thái độ khác. Khi bạn phân tích tình huống, bạn có thể dự đoán đối thủ sẽ đáp lại một cử chỉ riêng biệt như thế nào. Nếu nó có lợi cho mình, bạn có thể áp dụng sự kích động để đối thủ đáp lại theo cách mà bạn mong muốn. Hãy cân nhắc tới điểm lợi của mình và người không ngồi trực tiếp tại bàn đàm phán. Hãy hỏi chính mình, người thực sự hướng dẫn cho cô ta đang ở đâu? Xác định mức độ quyền hạn của cô ta xem liệu cô có thể quyết định hay dừng lại để hỏi ý kiến quyết định trong buổi đàm phán này. Dự đoán cuối buổi đàm phán. Bạn đã đi đến cuối buổi đàm phán và đã sẵn sàng sử dụng chiến thuật dự đoán để xác định tính vững chắc của hợp đồng. Hãy xác định mức độ hiểu rõ các điều khoản mà bạn đã thảo luận với đối phương bằng cách quan sát ngôn ngữ cơ thể của họ tại thời điểm này. Liệu cô ta có đang cười hay không? Liệu cô ta có chấp nhận thỏa thuận hay không? Hãy kiểm tra khả năng bị tấn công trên các phương diện khác nhau của hợp đồng bằng cách quan sát ngôn ngữ cơ thể của cô ta. Liệu cô ta có chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng này hay không? Có một chiến thuật khác bạn có thể sử dụng. Đừng bắt tay với đối thủ ở cuối buổi thảo luận. Hãy nhớ là bạn đã dự đoán rằng cô ta hiểu việc không tuân thủ theo điều khoản là hợp đồng sẽ bị hủy bỏ. Bạn đã biết là cô ta muốn và rất cần hợp đồng này. Thông thường,
Lúc này chính là lúc để bắt tay kết thúc đàm phán. Nhưng việc không bắt tay chính là để báo hiệu là nhà đàm phán này không có mấy hứng thú với hợp đồng này và cần phải có kế hoạch kế tiếp. Hãy thực sự hiểu tính hiệu quả của việc dự đoán. Môi trường có thể khơi gợi những ký ức và những thời điểm vui vẻ. Bằng cách quản lý không gian, bạn có thể dự đoán những tác động qua lại sẽ xuất hiện trong quá trình đàm phán. Hãy cân nhắc xem những gì liên quan xung quanh sẽ giúp bạn trải nghiệm niềm vui và tránh đi những điều không vui như thế nào. Khi bạn trải nghiệm những điều không vui, bạn sẽ tìm kiếm sự thoải mái. Đó là cách để khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn, đơn giản chỉ là một nụ cười. Việc lên kế hoạch cẩn thận về cách sử dụng chiến thuật dự đoán trong đàm phán là hết sức cần thiết. Hãy thích nghi với từng giai đoạn đàm phán. Hãy nhận thức thời điểm bạn cảm thấy thoải mái hoặc không. Nếu bạn sử dụng một chiến thuật nào đó mà bạn nghĩ sẽ đem lại hiệu quả nhất định, nhưng thực tế lại không đem lại hiệu quả, thì lúc này bạn đã khiến chính bản thân mình cảm thấy khó chịu. Hiểu tầm ảnh hưởng của việc dự đoán là công việc hàng ngày trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là trong đàm phán. Bởi thực chất, lúc nào chúng ta cũng đang đàm phán. Chương 4. Màu sắc, kiểm soát bảng màu cảm xúc. Adam, người đàn ông sống ở Los Angeles, ngồi cạnh tôi trên chuyến bay tới Newark, New Jersey, đang rất căng thẳng. Anh ta nói, ngay khi chúng ta hạ cánh, tôi phải đương đầu với một cuộc họp quan trọng ở Manhattan, mà cuộc họp này lại có tầm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của tôi sau này. Tôi sẽ phải thương thuyết một khoản vay với ngân hàng. Tôi liếc nhìn và phát hiện ra có vấn đề. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi có in những bông hoa màu hồng rất lớn mà lại chẳng có áo khoác ngoài. Adam, tôi khuyên anh nên ghé qua một cửa hiệu bán đồ nam trước khi tới cuộc họp. Màu sắc có thể để lộ nội tâm của một người. Hãy cân nhắc tình huống sau. Tôi là phó chủ tịch của một công ty và đang mặc trên người một chiếc sơ mi trắng được ủi lạc cẩn thận, cà vạt đỏ và bộ lễ phục màu xanh navy bên ngoài. Vị chủ tịch thì mặc một chiếc áo sơ mi vàng cùng quần Âu như thường ngày. Khi tôi cùng vị chủ tịch bước vào một buổi hậu thảo, một quý ông nhầm tôi với ngài chủ tịch. Ông ta nói, thưa ông, tôi muốn nói chuyện với ông và nhân viên của ông về việc chúng ta có thể nâng cao hợp tác kinh doanh như thế nào. Lý do mà quý ông này tiếp cận tôi là bởi màu sắc trang phục tôi mặc. Và sự thật là ngài chủ tịch của tổ chức này lại mặc quá bình thường. Màu sắc không chỉ khơi gợi hình ảnh mà còn có thể nâng cao hoặc giảm vị thế về quyền lực đối với một nhà đàm phán. Ý nghĩa của bộ đồ quyền lực. Bộ đồ quyền lực mà tôi mặc là sự kết hợp của màu xanh navy, đỏ và trắng. Màu xanh nước biển mang lại sự vững vàng, trung thành, trí khôn và sự thông minh. Màu đỏ là biểu tượng cho năng lượng, màu trắng gợi tới sự trong sáng. Sự kết hợp này tạo nên hình ảnh của một người giàu năng lượng, thành thật và thuần túy, một người khá được chỉ nhờ sự kết hợp về màu sắc. Thông thường, mọi người thường mặc kết hợp hai hoặc ba màu với nhau. Có thể là bộ com lê màu xanh, áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ, hoặc có thể là bộ áo khoác màu đen, sơ mi trắng và cà vạt vàng. Chúng sẽ tiết lộ vài điều về cử chỉ của người đó. Hãy quan sát cách phối màu chủ đạo mà một người mặc. Sau đó, hãy quan sát sự phối màu khác như phụ kiện đi cùng tông màu đó. Khi đọc chương này, bạn sẽ khám phá xem màu sắc và sự kết hợp màu sắc của một người sẽ tác động lên bạn như thế nào. Màu sắc và ngôn ngữ cơ thể. Màu sắc bạn chọn có thể tiết lộ vài điều về tính cách của bạn. Một người hướng ngoại thường mặc những màu sắc sống động. Màu sắc của họ sẽ biểu đạt thái độ rằng tôi không e ngại, tôi cởi mở, tôi muốn được chú ý đến. Hãy nhìn tôi này. Còn khi người ta không muốn thu hút sự chú ý của người khác, họ sẽ mặc những màu nâu xám. Màu sắc và văn hóa. Trong thế giới ngày nay, bạn có thể đàm phán với những người tới từ quốc gia khác, nơi có nền văn hóa khác biệt hoàn toàn với nền văn hóa nước bạn. Hãy lưu ý đến nền văn hóa của người mà bạn đàm phán cùng để điều chỉnh cho phù hợp. Vào buổi tối trước một buổi đàm phán khó khăn, bạn đứng trước tủ quần áo của mình và dự tính xem sẽ mặc gì vào ngày mai. Hãy hiểu về bối cảnh và tầm ảnh hưởng trong việc lựa chọn màu sắc của bạn. Độ phù hợp của màu sắc với bối cảnh, quan niệm về việc chọn quần áo phù hợp và giá trị mà người khác thể hiện là gì? Hãy cân nhắc xem bạn đang cố đạt được điều gì dựa theo tầm từ của đối phương. Bạn nên dự đoán sức ảnh hưởng của màu sắc và ý nghĩa của từng màu. Hãy cân nhắc tới bản chất của lĩnh vực bạn đang đàm phán và vị thế của đối phương. Lĩnh vực này tự do hoặc nguyên tắc như thế nào? Phải cực kỳ để ý tới bối cảnh của mình. Quần áo có thể trở thành mối trở ngại đối với thành công của một nhà đàm phán. Màu sắc và cân nặng. Bất kỳ người ăn kinh nào cũng biết, màu sắc mà bạn có thể mặc khiến cho cơ thể bạn trông có vẻ to hơn hoặc nhỏ đi. Bạn sẽ nhận thấy điều này, kẻ đó muốn trông trang nhã và gầy hơn, họ sẽ mặc màu đen. Có rất nhiều lần bạn muốn trông nhỏ hơn, bạn sẽ mặc những màu tối hơn tới một cuộc đàm phán. Còn nếu bạn muốn to lớn hơn, bạn sẽ mặc những màu sáng.
đánh giá phản ứng về màu sắc. Hãy để tâm tới những người bị mù màu và không thể nhận biết màu sắc rõ ràng. Hãy theo dõi những biểu cảm nhỏ như chuyển động mắt khi bạn bước vào không gian của anh ta lần đầu. Anh ta nhìn lên hay xuống? Anh ta có thực sự mở mắt to không? Nếu có, điều đó có nghĩa là gì? Những biểu cảm nhỏ này có thể biểu đạt ý nghĩa rằng họ thích sự kết hợp màu sắc trên trang phục mà bạn mặc. Điều này giúp bạn nắm được cách đàm phán với người đó nhờ màu sắc trang phục của bạn. Thay đổi màu sắc trang phục trong đàm phán. Bạn đang ở giữa một cuộc đàm phán và vừa thay đổi viễn cảnh của mình. Bạn sử dụng màu sắc trang phục của mình như thế nào để phản ánh sự thay đổi này? Một ngày, bạn mặc một bộ comble màu xanh navy rất nghiêm túc. Cuối ngày, bạn không hài lòng với quá trình đàm phán. Ngày hôm sau, bạn mặc bộ comble màu trắng. Đối thủ của bạn hỏi, anh ổn chứ? Sao anh lại hỏi vậy? Bởi vì anh mặc bộ đồ trắng và nó khác với bình thường. Ồ, tôi thấy tốt. Rõ ràng là buổi đàm phán hôm qua diễn ra tương đối tốt đẹp, nên tôi nghĩ mình nên mặc đồ sáng hơn một chút. Đó có phải là một lời mỉa mai hay không? Điều này phụ thuộc vào việc ngày hôm qua diễn ra như thế nào, nhưng bạn đã tạo động lực cho mình. Bạn đã thay đổi trang phục hoàn toàn và lại chọn màu trang phục ngược lại với bộ đồ bạn mặc ngày hôm qua. Bạn đang chuyển đi một tín hiệu không lời rằng tinh thần bạn đã thay đổi. Hãy đoán xem, hôm nay tôi có chiến thuật gì nào? Hãy quan tâm tới tất cả những sắc thái để biểu đạt tín hiệu ngôn ngữ cơ thể trong suốt cuộc đàm phán. Màu sắc môi trường. Như bạn đã biết, màu sắc tác động lên suy nghĩ và chiến thuật của các nhà đàm phán. Hãy lưu ý cảm nhận của bạn khi bước vào một căn phòng màu nâu xám. Màu sắc thường tạo động lực cho bạn. Mặc dù quần áo màu đen thì thể hiện sự trang nhã, nhưng màu đen cũng là biểu tượng cho chết chóc, ma quỷ và những điều thần bí. Màu sắc trong phòng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình đàm phán. Kiểm tra nhận định về màu sắc. Bạn có thể sử dụng chiến thuật tập trung vào quần áo của đối phương bằng cách đặt câu hỏi. Điều này sẽ giúp bạn hiểu người khác có quan điểm về màu sắc như thế nào dựa trên khẩu người và cả văn hóa của họ. Việc đưa ra nhận định không chỉ về màu sắc trang phục một người mặc mà còn về việc phối hợp như vậy trông họ ra sao cũng đều rất nguy hiểm. Bởi cùng sự phối màu này, nhưng có người lại mặc đẹp hơn hoặc mặc kẻ sọc sẽ đẹp hơn mặc kẻ ngang. Trong trường hợp này, bạn phải suy nghĩ xem khi mặc bộ đồ này, anh ta đang suy nghĩ điều gì? Việc phối những gam màu lạ có thể gây xao nhãng khi bạn đàm phán. Giải mã ý nghĩa màu sắc. Màu đỏ. Màu đỏ liên quan tới năng lượng nhưng cũng khiến mọi người liên tưởng tới chiến tranh, mối nguy hiểm, sức mạnh, quyền lực, sự quyết tâm, đam mê, khao khát và tình yêu. Màu cam. Màu cam bắt nguồn từ màu đỏ và vàng. Vì như vậy nên màu cam cũng mang những ý nghĩa về năng lượng như màu đỏ và niềm vui của màu vàng. Nó còn mang đến những ý nghĩa về nhiệt đới. Màu cam mang lại sự vui vẻ, hạnh phúc và bầu không khí vui tươi, sôi nổi. Màu cam đem lại năng lượng, làm bạn phấn chấn, khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn bình thường. Màu vàng. Màu nắng vàng không chỉ gợi lên niềm vui và hạnh phúc mà còn thể hiện sự hiểu biết và năng lượng. Chúng ta đều biết năng lượng từ mặt trời nhiều đến thế nào. Màu vàng đem lại những viễn cảnh trong tư duy. Những người ở trong không gian nhiều màu vàng thường có xu hướng hứng khởi hơn. Nếu muốn tránh sự hứng khởi thì bạn không nên mời đối thủ đàm phán của mình tới một căn phòng màu vàng. Màu xanh lá. Màu xanh lá song hành với tiền bạc, tự nhiên, sự sinh sôi, phát triển và hài hòa. Màu xanh lá đem lại sự tươi mới, nó đem lại sự sôi nổi, mạnh mẽ và rất tốt cho bạn. Màu xanh da trời. Màu xanh da trời đồng nghĩa với sự ổn định, đáng tin và trung thành. Màu xanh có ý nghĩa về một người thông minh, tự tin, khôn ngoan, trung thành và tin cậy. Màu tím. Màu tím tượng trưng cho sức mạnh, vẻ quý tộc, sang trọng và tham vọng. Nó cũng đồng nghĩa với uy quyền. Màu trắng. Màu trắng đi cùng với những điều tốt đẹp, sự vô tội và trong sáng. Nó cũng tượng trưng cho sự an toàn và trong sạch. Nó cũng làm tăng giá trị của lòng tin. Màu đen. Màu đen đem lại ý nghĩa về năng lượng, sự trang nhã và trang trọng. Nó cũng gợi về cái chết, ác quỷ và điều huyền bí. Chúng ta liên tưởng màu đen tới cái chết và sự đau buồn. Người mặc đồ đen tới lễ tang để bày tỏ nỗi buồn thương. Khi mặc toàn màu đen thì dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể mà bạn gửi đi có thể là: cẩn thận, đừng tới quá gần tôi. Anh không biết tôi có thể sẽ thế nào đâu. Do vậy, những màu sắc khác nhau sẽ có những ảnh hưởng nhất định đối với cuộc đàm phán hoặc bất kỳ bối cảnh nào khác mà bạn đang tham dự. Luôn luôn cân nhắc đến bối cảnh đàm phán mà bạn tham gia, cả cách phối màu sắc khác nhau nữa. Bạn có mong muốn truyền đi tín hiệu là một người đáng tin và không phải là người dễ dàng nghe theo sự lãnh đạo của người khác không? Nếu có, bạn nên nghĩ về việc mặc những màu đối ngược nhau trong những hoàn cảnh đó.
màu sắc trang phục và căn phòng có thể chuyển đi những thông điệp sẽ tác động tới một cuộc đàm phán. Hãy trang bị những kiến thức để kiểm soát diện mạo của mình và quan sát trang phục của đối thủ. Bằng việc nắm rõ vai trò của màu sắc, bạn có thể thận trọng gửi đi thông điệp tới người khác cũng như phát hiện ra thông điệp mà họ gửi cho mình. Hãy chú ý tới dấu hiệu về màu sắc và việc chúng ảnh hưởng tới bạn qua ngôn ngữ cơ thể như thế nào. Ảnh hưởng của bạn dưới tư cách là một nhà đàm phán dựa trên một phần hình ảnh mà bạn thể hiện và cách bạn thể hiện quyền lực. Càng thoải mái về màu sắc trang phục mình mặc, bạn càng có cơ hội thành công trong đàm phán. Chương 5. Trò chơi trí tuệ, hiểu vai trò của cảm xúc và tâm lý trong đàm phán. Rowan Martin đã gặp rắc rối, trạm bán ga đã hết hạn thuê mặt bằng và giá ga giảm đã ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của anh. Anh đang kinh doanh với khoản lợi nhuận rất nhỏ nên anh cảm thấy lo sợ khi chứng kiến lợi nhuận từ từ giảm. Vợ của Rowan đã gây sức ép với anh về việc mua một ngôi nhà nhưng muốn mua vị trí an toàn hơn thì lại đắt. Vì không có khoản tiết kiệm nào nên Rowan đang cảm thấy bế tắc giữa chủ đất và vợ mình. Anh cảm thấy mình thất bại, không xứng đáng làm đàn ông khi vợ nói: "Nếu anh không thể kiếm thêm tiền từ công việc kinh doanh này thì có thể em sẽ phải đi làm." Khi Enrique, chủ đất của Rowan, gọi điện nhắc nhở về việc chậm thanh toán tiền thuê, Rowan cảm nhận được giọng mình đầy vẻ sợ hãi. "Chúng ta cần nói chuyện," anh nói với chủ đất. Enrique mỉm cười khi nghe thấy vẻ sợ hãi trong giọng nói của Rowan. Ông nghĩ, làm sao để tận dụng điều này đem lại lợi ích cho mình? Áp lực của người vợ và cả chủ đất khiến Rowan nghĩ, giờ thì có việc cần giải quyết rồi đây. Rowan đã rất căng thẳng vì cuộc nói chuyện với vợ mình, cố gắng thuyết phục trong khi tinh thần căng thẳng, có nghĩa là bạn đang đẩy mình vào tình thế nguy hiểm vì để bộc lộ những tín hiệu không lời. Những gì Rowan nên làm là thay vì nói với Enrique như vậy, anh nên nói, tôi sẽ gọi lại cho ông sau nhé, để cho mình thêm chút thời gian suy ngẫm về tình hình này để tránh giao tiếp trong lúc hoảng sợ. Những rào cản tâm lý. Sợ hãi là một trong những rào cản tâm lý lớn nhất. Tức giận cũng có thể gây cản trở cho một cuộc đàm phán. Bạn đã nghe thấy biểu cảm, tôi đã trông thấy sự giận dữ. Điều này ngụ ý rằng một người đã đánh mất khả năng nhận thức chính xác sự kích thích vì tầm nhìn bị hạn chế. Sự ghê tởm cũng có thể gây trở ngại như tôi đã chia sẻ ở chương 2 về những biểu cảm nhỏ. Ngạc nhiên cũng là một rào cản tâm lý hoặc làm tăng những cản trở tâm lý. Điều này cũng ảnh hưởng tới khả năng đàm phán bởi nhiều người không thích bất ngờ. Khi chúng ta ngạc nhiên, chúng ta phải đánh giá xem liệu bất ngờ hay không bất ngờ sẽ có lợi cho chúng ta. Khi chúng ta quyết định rằng bất ngờ là có lợi hay gây hại, chúng ta mới có thể thích nghi với những hành động đó. Ngạc nhiên sẽ ngăn cản khả năng đàm phán hiệu quả. Những cản trở này ảnh hưởng tới khả năng đàm phán. Hãy hiểu về tâm lý và việc bạn bị ảnh hưởng bởi trở ngại tâm lý như thế nào khi đàm phán. Tìm hiểu thêm về cảm xúc. Cần phải biết bạn sợ cái gì, lý do vì sao bạn sợ và đánh giá mức độ chính xác. Hãy cân nhắc xem bạn đã phản ứng như thế nào trong các tình huống trước đây khi bạn cảm thấy sợ hãi trong lúc đàm phán. Những lần đàm phán trước, bạn đã xử lý như thế nào? Bạn đã học được gì từ tình huống này? Bạn có thể áp dụng những thông tin đó như thế nào? Khi bạn có những đánh giá như vậy, ít nhất bạn biết được lý do của sự sợ hãi và cách xử lý nó. Coi thường đối thủ có thể cũng là một rào cản tâm lý. Coi thường có nghĩa là bạn sẽ phản ứng khác đi nếu bạn không để những trở ngại tâm lý tác động tới phong thái đàm phán của mình. Buồn cũng ảnh hưởng tới khả năng đàm phán. Có thể bạn cảm thấy bị vây hãm, chán nản hoặc không vui, giống như Rowan bởi anh ta đã nói chuyện với vợ mình trước khi nói chuyện với Enrique. Nỗi buồn đẩy bạn vào tình thế bất lợi vì điều mà bạn đang tập trung đó chính là cảm xúc của mình hơn là cuộc đàm phán. Lợi ích của việc chỉ ra rào cản. Hãy hiểu nguồn gốc của những rào cản tâm lý và bạn cần vạch ra chúng như thế nào trước khi đàm phán, cũng như những lợi ích bạn có thể nhận được khi làm vậy. Nếu bạn tập trung vào những kết quả mà cả bạn và đối phương đang cố gắng giành lấy, bạn sẽ tác động lên trạng thái cảm xúc của mình. Quyết định xem bạn sẽ phải phát biểu điều gì để khiến đối thủ nhận ra những gì cuối cần làm và những gì bạn muốn từ cuộc đàm phán này. Rào cản tâm lý có thể sẽ nhanh chóng làm hỏng một cuộc đàm phán. Những rào cản về tính tự ái mộ và tự trọng. Chúng ta đều có thể nhìn nhận toàn bộ hình ảnh của mình. Trong khi chúng ta nhận định rằng người khác nhìn chúng ta theo hướng phù hợp với những gì chúng ta tin, nhưng sự thực không hoàn toàn như vậy. Ví dụ, đối phương có thể là một người đa nghi. Họ tin là ai cũng đều nói dối để lôi kéo sự đồng thuận. Rất khó để đàm phán với những người này. Sau cùng, anh ta không hề giống như cách tôi thể hiện với tư cách là một người thành thực. Hãy cân nhắc tới thực tế rằng bạn cho rằng người này sẽ gây bất lợi cho bạn. Khi bạn bắt đầu đàm phán với người mà bạn cho rằng có tâm thế đó,
nó sẽ ảnh hưởng tới cách bạn giao tiếp với họ. Bạn sẽ không có ý định cởi mở như khả năng của mình, bởi bạn có thể tin là mình sẽ mất đi lợi ích nếu cởi mở với đối phương. Nếu bạn láo cá hoặc ngờ vực những lời đề nghị của họ, thì cũng không có gì là ngạc nhiên. Để tự bảo vệ mình, bạn sẽ cho những lời đề nghị đó là cạm bẫy hoặc có thể gây nguy hiểm. Bạn không tin đối phương, mà tin tưởng là điều cần thiết trong đàm phán. Nhận biết về trạng thái tâm lý. Khi chúng ta gặp tình huống căng thẳng hoặc bối cảnh căng thẳng, chúng ta thường không cư xử như ý định ban đầu. Chúng ta không nhìn thấy những viễn cảnh thực sự. Chúng ta có thể nghĩ quá lên và cho rằng nghĩ như vậy là có lợi cho chính mình. Đơn giản là vì sự sợ hãi và nghi ngờ khiến chúng ta sao nhãng. Cùng lúc đó, chúng ta lại bị kéo sâu vào cuộc đàm phán và gây thiệt hại cho mình. Rất ngoan cố, chúng ta tiếp tục đàm phán dù không thể tập trung hoàn toàn. Mối bận tâm hàng đầu là sự sợ hãi sẽ khiến chúng ta nhìn thấy sự nguy hiểm không có thực, khiến chúng ta nghi ngờ và làm quá lên. Chúng ta tập trung vào những mặt tiêu cực thay vì tích cực. Một cái bẫy khi đàm phán với tâm thế này là bạn sẽ có xu hướng nhượng bộ. Bạn có thể nói hoặc làm điều gì đó mà bạn sẽ không làm nếu mang tâm trạng khác. Phương thức trung gian trong đàm phán. Hãy cân nhắc xem có bao nhiêu thông tin được truyền đạt qua ngôn ngữ cơ thể và giọng nói. Khi nghe giọng nói đối phương, bạn có thể thấu hiểu nhiều hơn. Việc nói chuyện với một người đang ngồi chung một căn phòng với bạn sẽ mang lại nhiều thông tin hơn là nói chuyện qua điện thoại. Đàm phán qua email hoặc thư sẽ cung cấp ít dữ liệu hữu ích hơn cả. Phương thức trung gian mà bạn sử dụng để đàm phán sẽ có ảnh hưởng lớn tới thông điệp mà bạn tiếp nhận. Nhưng sẽ có nhiều trường hợp bạn muốn sử dụng những phương thức trung gian khác nhau. Hãy khéo léo sử dụng phương tiện trung gian để củng cố chiến thuật đàm phán. Ngôn ngữ cơ thể cho phép bạn nắm được sắc thái biểu cảm mà người khác sử dụng để truyền đạt cảm xúc của họ dựa trên nhịp độ, ngôn từ và sự hứng thú. Bạn sẽ không cảm nhận được những điều này từ văn bản. Cần phải hiểu điều gì đáp ứng với bạn, phụ thuộc vào môi trường của bạn và điều bạn đang cố gắng giành được qua những cuộc giao tiếp này. Những thông điệp kích thích. Chúng ta gửi đi những thông điệp kích thích tới người khác cả ngày. Chúng được phát đi trong cách chúng ta đi đứng và ăn mặc, những gì chúng ta có và cả ô tô chúng ta lái. Bạn có thể gửi đi một thông điệp kích thích tới đối thủ đàm phán bằng cách đơn giản là đi bộ vào căn phòng này. Bạn có chuyển đi sự tự tin hoặc đe dọa hay không? Những thông điệp nào bạn gửi đi khi bạn tạo ra cử chỉ, điệu bộ? Bạn có di chuyển bàn tay của mình một cách tình cờ không? Hay bạn có thể hiện một cách hiệu quả bằng cách chỉ một ngón tay hay bằng một nắm đấm? Đây đều là những cách để chuyển đi những thông điệp kích thích. Việc sử dụng hiệu quả những thông điệp này sẽ củng cố cho việc đàm phán của bạn. Loại thông điệp kích thích này là để đối thủ của bạn giữ thể diện. Không bao giờ được đẩy đối thủ đàm phán của mình tới chỗ mất thể diện, bởi vì cô ta sẽ sử dụng chiến thuật, thậm chí là những cách thức vô lý để duy trì danh tiếng của mình. Trí khôn về cảm xúc. Trí khôn về cảm xúc có nghĩa là bạn biết chính xác phản ứng của mình như thế nào trong những tình huống nhất định. Quá trình này sẽ giúp bạn suy luận phản ứng nhất định của cả bạn và đối thủ. Nó có thể liên quan đến phong cách riêng mà bạn thể hiện trong bối cảnh đàm phán riêng biệt, thể hiện vị thế bạn đang cố gắng tiết lộ. Bạn có muốn được xem như một người dễ tính hay một kẻ cứng đầu không? Khi sử dụng trí khôn về cảm xúc, hãy hiểu vai trò mà bạn muốn thích ứng và dự đoán vai trò của đối phương. Hãy cân nhắc xem bạn sẽ giao tiếp với đối phương như thế nào để có thể sử dụng sự khích lệ và đạt được kết quả mà bạn đang tìm kiếm. Khi bạn kiểm soát hiệu quả cảm xúc của mình và đối thủ, bạn sẽ trở thành một nhà đàm phán thành công. Các yếu tố thành công. Hãy thư giãn trước mỗi cuộc đàm phán. Khi bạn mệt mỏi, bạn sẽ có khả năng mắc sai lầm đáng tiếc. Một phần lý do để có thể đàm phán ở trạng thái tốt nhất, đó chính là ăn uống tốt. Đồ ăn thức uống sẽ giúp bạn có năng lượng. Năng lượng cao từ caffeine có thể khiến bạn bồn chồn. Ăn nhiều trước mỗi buổi đàm phán có thể khiến bạn uể oải và kém nhanh nhẹn khi cần. Các yếu tố thành công về tâm lý. Hãy cân nhắc tới việc làm thế nào sử dụng trí khôn cảm xúc để nhận biết những chiêu thức khích lệ nào sẽ sử dụng đối với đối thủ của mình. Hãy dự đoán xem những chiến lược nào được sử dụng để kích hoạt các nút nóng mà tôi sẽ miêu tả trong chương tiếp theo. Các nút nóng sẽ khiến bạn phản ứng với những thông điệp và tình huống nhất định. Bằng việc diễn vai bối cảnh bạn miêu tả như thế này, bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn để có hành động thích hợp nếu rơi vào tình huống đó. Như vậy, bạn đã nắm chắc tình huống trong tâm trí mình. Về tâm lý, bạn cũng cần phải chuẩn bị, bạn không được mất cảnh giác. Bạn lên quy trình và áp dụng những nguyên tắc tâm lý để có thể trở thành một nhà đàm phán tốt hơn. Thông điệp kích thích khi bế tắc. Hãy hiểu loại thông điệp kích thích nào đang được sử dụng và nó được sử dụng ra sao. Hãy chuẩn bị để đối phó với chúng. Hãy cẩn thận để khỏi bị xoáy vào chúng. Nếu nó không đem lại lợi ích cho bạn thì đừng đáp lại, bởi đối thủ đang tìm kiếm thông tin từ phía bạn. Hãy quan sát những gì anh ta làm dựa theo phản ứng của bạn.
Nếu anh ta nhận ra những thông điệp kích thích này không hiệu quả với bạn, anh ta sẽ thử một thông điệp kích thích khác. Hãy theo dõi chiến thuật đó và quan sát những gì anh ta làm nếu bạn không phản ứng theo cách mà anh ta mong đợi. Kỹ thuật này cho phép bạn đấu lại những thông điệp kích thích của anh ta. Tâm lý bó bọc. Hãy tận dụng những lợi thế của tâm lý bó bọc để giành được hợp đồng. Đấy là cách nó hoạt động. Bạn đưa ra đề xuất mà đối phương khá thích, nhưng anh ta chưa thích đủ nhiều để đi đến thống nhất với bạn. Thay vào đó, anh ta nói những lời như: nếu anh bổ sung thêm những yếu tố này, tôi có thể chốt hợp đồng đấy. Bạn nghĩ, không, nó sẽ khiến mình không còn hứng thú với hợp đồng nữa, nhưng mình có thể đề xuất với anh ta những điều khoản mà mình đã chuẩn bị đầu hàng. Bạn càng hiểu điều gì có thể thúc đẩy bạn, cũng như điều gì khiến bạn nản lòng, bạn càng giao tiếp hiệu quả. Trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, suy nghĩ đầu tiên mà bất kỳ nhà đàm phán nào cần phải có, đó chính là mình sẽ kiểm soát bản thân trong cuộc đàm phán này như thế nào. Chương 6. Kích thích. Khám phá những nút nóng kích thích cảm xúc. Alan Carter dẫn khách hàng của mình, Terence Tatter, vào phòng ăn tại một câu lạc bộ riêng của ông thuộc trưởng đua ngựa. Khi buổi bàn tới gần họ, Alan cởi một chai rượu đắt tiền và nói: Terence, anh cứ thoải mái cởi thứ gì mình thích nhé. Mọi cử chỉ của Alan đều toát lên vẻ giàu có. Terence tới cuộc họp với ý định mua một chú ngựa đua của Alan. Dù công việc kinh doanh của Terence gặp biến động, nhưng ông tin là sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn nữa nếu ông có một con ngựa đua. Ông biết rằng một khi ông có ngựa, ông sẽ được chào đón tại các cuộc đua ngựa ở khắp nơi. Chắc hẳn công việc kinh doanh sẽ được cải thiện khi ông nhập hội này. Cuối bữa ăn, Alan và Terence bắt đầu đàm phán về giá ngựa. Alan hơi nhún nhường, hạ thấp giọng: dĩ nhiên như ông biết đấy, ông Terence ạ. Việc chăm sóc một chú ngựa bao gồm việc cho ăn, huấn luyện và cả những hóa đơn khám chữa bệnh nữa. Ông có chắc là mình đã chuẩn bị đủ chế thải các chi phí này chưa? Chắc chắn rồi, không vấn đề gì cả. Sau đó, Terence đưa ra giá mua ngựa cao hơn khá nhiều so với giá ông có thể bỏ ra. Giờ với thách thức như thế này, làm sao ông có thể hạ giá xuống? Terence và Alan đều bày tỏ những điểm tính cách chung. Mọi người thường biểu lộ những đặc điểm tính cách của một trong bốn loại tính cách chung. Do vậy, bạn cần nắm được những ảnh hưởng trực tiếp xuất phát từ tính cách đàm phán của bạn. Bốn loại tính cách đó là người điều phối, nghiên cứu, định hướng và thuật lại. Người điều phối là người biết cách tổ chức, có đam mê, động lực và tính sáng tạo. Đó là người điềm đạm và linh hoạt, cũng là người ưa thích những điều thú vị. Người nghiên cứu có tính cách sôi nổi, thường suy nghĩ bằng lý trí hơn là trực quan. Họ cũng khá phụ thuộc vào các kỹ năng nhận định. Người nghiên cứu có xu hướng tư duy đổi mới. Những người này cũng rất kín đáo và biệt lập, cũng như cẩn trọng trong việc tin tưởng người khác. Người định hướng rất gần gũi, lôi cuốn, mạnh mẽ và thoải mái trong hầu hết các tình huống họ gặp phải. Nếu không thoải mái, họ sẽ tìm cách để tự bản thân cảm thấy thoải mái. Đây là nhóm người mà trong các tình huống giao tiếp xã hội, họ sẽ khiến bạn cảm thấy vui vẻ khi tiếp xúc và dễ dàng bắt chuyện. Họ cởi mở và dễ dàng thu hút người khác, cũng như thích nghi với môi trường mới. Họ cũng dễ dàng tác động lên người khác. Người thuật lại là người giải quyết các vấn đề. Họ là người có động lực, trung thực và rất chính trực. Người thuật lại có tính kiên định khi hoàn thành công việc. Họ thường định hướng và xây dựng các mối quan hệ trong cùng mạng lưới và tập trung vào những người quyền lực. Bất kỳ ai cũng có thể chuyển đổi giữa bốn nhóm tính cách đặc trưng này dựa trên nhu cầu và tình huống. Terence muốn mua ngựa của Alan nên ông đã đặt mình vào vị trí người thuật lại. Ông muốn xây dựng mối quan hệ với người có quyền lực trong giới trưởng đua ngựa. Động lực của ông là nhằm cải thiện công việc kinh doanh của mình. Ông bắt tay với Alan bởi ông quyết tâm mua ngựa của Alan với mong muốn con ngựa sẽ đem lại lợi ích cho toàn bộ các hoạt động kinh doanh của ông. Alan đã biểu lộ đặc điểm tính cách của người điều phối. Ông khá thân thiện. Trưởng đua là thế giới của ông. Ông phải thể hiện sự lời cuốn và bộc lộ năng lượng mà sẽ khiến cho ông Terence cảm thấy thoải mái. Sự kích thích. Alan hơi nhún nhường, hạ thấp giọng: dĩ nhiên nhiều biết đấy, ông Terence ạ. Việc chăm sóc một chú ngựa bao gồm việc cho ăn, huấn luyện và cả những hóa đơn khám chữa bệnh nữa. Ông có chắc là mình đã chuẩn bị đủ cho hết thảy các chi phí này chưa? Câu hỏi này được dùng như một sự kích thích nhằm kích Terence bộc lộ phản ứng. Alan đã kêu gợi bất kỳ cử chỉ ngôn ngữ cơ thể nào có thể tiết lộ cho ông xem Terence có lo ngại với khoản tiền bỏ ra mua ngựa hay không. Vị thế của Alan đã gợi ra một sự kích thích đem lại hai tác dụng. Thứ nhất, nó sẽ khiến Terence có chút lo ngại như ông đã dự tính. Giá của con ngựa là bao nhiêu nhỉ? Đồng thời, theo viễn cảnh của buổi thương lượng, ông đã đặt Terence vào thế như dự đoán rằng ông ta sẽ mua con ngựa với giá cao hơn ông ta định chi trả. Thách thức ẩn bên trong là ông ta có đủ cứng rắn không? Bằng việc quan sát phản ứng ngôn ngữ cơ thể của đối thủ,
bạn có thể thấu hiểu xem anh ta nghĩ gì về việc bạn cố gắng xác định vị thế của anh ta. Allen đã tạo ra bối cảnh để nhấn mạnh thách thức lòng dũng cảm của Terence. Ông đã tổ chức một cuộc đàm phán trong bối cảnh cực kỳ vương giả, bởi ông nhận thấy mong ước của Terence là cải thiện vị thế của mình. Vị thế này được vạch ra nhằm mục đích khiến Terence trả thêm tiền cho con ngựa mà ông ta có ý định mua. Mục đích của kích thích. Kích thích là cách khơi gợi tâm tư đối thủ để từ đó bạn có thể lôi kéo anh ta vào một vị thế thuận lợi cho chính bạn. Vì vậy, bạn cần phải hiểu giá trị của kích thích và mức độ bạn sử dụng chiến thuật này. Kích thích cùng với các nốt nóng. Các nốt nóng được tôi định nghĩa là các tình huống khiến người ta mất kiểm soát và do vậy chúng rất nguy hiểm. Đôi lúc, việc kích thích sẽ khơi gợi các nốt nóng. Đây chính là đặc điểm hữu dụng của sự kích thích và các nốt nóng. Bạn có thể sử dụng chiến thuật kích thích để lôi kéo nốt nóng của người khác. Sau đó, bạn sẽ biết làm thế nào để kiểm soát họ. Hãy nghiên cứu sự hiệu quả của chiến thuật kích thích bằng cách đọc ngôn ngữ cơ thể. Liệu đối phương có giật lại cổ áo của anh ta hay không? Đó là cách để bạn biết sự kích thích của mình có hiệu quả hay không. Hãy quan sát ngôn ngữ cơ thể để đạt được những thông tin giá trị bằng cách thấu hiểu tâm tư, động thái và sự kích thích đã kích động nốt nóng của đối phương. Bạn có thể khơi gợi sự kích thích gây ra những phản ứng tương tự khi tiếp tục đàm phán. Kích thích trong đàm phán. Một khi bạn nắm được động thái của người khác, bạn sẽ biết cách vận dụng tình huống và sử dụng loại kích thích và những nút nóng nào. Hãy luôn nhận thức rõ tình huống khi bạn áp dụng chiến thuật kích thích. Hãy lên kế hoạch xem làm thế nào để sử dụng những chiến thuật này với những mục tiêu cụ thể khi đàm phán để có kết quả tốt nhất có thể. Xác định loại tính cách của đối thủ. Làm thế nào bạn có thể xác định xem đối thủ của mình thuộc nhóm tính cách nào để đối phó? Mọi người cũng thường thay đổi giữa các nhóm tính cách liên tục dựa trên cách họ cảm nhận, tình huống họ gặp phải và mức độ thoải mái mà họ đang trải nghiệm. Người điều phối có thể thay đổi thành người nghiên cứu, cũng có thể đổi sang người định hướng và có thể thành người thuận lại. Một trong những việc mà bạn cần phải làm là thăm dò xem tính cách nào là chủ yếu trong suốt quá trình. Hãy sử dụng một chiến thuật kích thích để khơi gợi nhóm tính cách khác. Ngôn ngữ cơ thể để thúc đẩy chiến thuật kích thích. Bạn sử dụng giọng điệu và quãng nghỉ của mình như thế nào để củng cố một buổi đàm phán và đạt được những thành quả của mình? Bốn nhóm tính cách có các phản ứng khác nhau với giọng điệu và quãng nghỉ của thông điệp. Ví dụ, hãy nghĩ về người điều phối với những tính cách có tổ chức, có động lực, say mê, sáng tạo, điềm đạm và linh hoạt, thích vui vẻ. Tính toán chiến thuật kích thích và những nút nóng của chính mình. Nhà đàm phán khôn khéo sẽ quan sát xem bạn phản ứng như thế nào. Vậy các nút nóng và điểm kích thích của bạn là gì? Bạn phản ứng như thế nào khi đối thủ tác động vào điểm kích thích và nút nóng của bạn, cũng như dùng chúng để cố gắng kiểm soát buổi đàm phán? Nhận biết rằng đối thủ sẽ sử dụng những nút nóng và điểm kích thích để chống lại bạn, có nghĩa là bạn phải nâng cao nhận thức và chuẩn bị cách phản ứng lại trong các tình huống đó. Hãy xem xét việc phản ứng ngược lại cách đối thủ mong đợi. Điều này sẽ khiến họ thất vọng và phá vỡ kế hoạch mà họ đã vạch ra cho buổi đàm phán này. Người nghiên cứu sẽ nghi ngờ lý do bạn phản ứng không như họ dự đoán. Người thuật lại sẽ chuẩn bị tư thế giải quyết vấn đề này, còn người định hướng sẽ cảm thấy không thoải mái với phản ứng của bạn và sẽ cố tìm cách để bản thân thấy thoải mái hơn. Còn nhà điều phối linh hoạt sẽ có xu hướng thành công nhất trong việc xử lý những phản ứng không lường trước được của bạn. Bộc lộ phản ứng không đoán trước được là một cách đối phó với việc đối thủ sử dụng chiến thuật kích thích hướng đến bạn. Đồng thời, hãy sử dụng một chiến thuật kích thích khác với họ trong khi họ đang băn khoăn, không biết tại sao bạn không phản ứng như họ dự đoán. Hãy quan sát ngôn ngữ cơ thể, giọng điệu và quãng nghỉ của đối thủ để xác định mức độ mà hành vi của bạn đã hỗ trợ bạn đến đâu trong việc đạt được mục đích của mình trong buổi đàm phán. Như dù vậy, hãy kiểm soát việc sử dụng chiến thuật kích thích của họ để chống lại bạn và các vấn đề về nút nóng mà họ nghĩ sẽ khiến bạn có những phản ứng nhất định. Đôi khi, một chiêu tấn công mạnh lại làm yếu đi sự phòng vệ mạnh mẽ. Chương 7. Điểm mấu chốt. Đánh giá nguyên lý tương đồng. Cuộc gặp mặt khởi đầu có vẻ ít đối thoại. Toby khéo léo phỏng vấn Clarice, anh thăm dò bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của cô. Giống như mọi lần, Toby được tìm kiếm điểm chung. Trước cuộc gặp, Toby đã dành thời gian nghiên cứu Clarice trên truyền thông. Do vậy, những thông tin mà cô cung cấp đều không hề mới với anh. Khi thấy Clarice dướn người về phía trước, anh cũng làm theo, cẩn thận bắt chước ngôn ngữ cơ thể của cô. Sau 10 phút trò chuyện, Clarice nói, "Tôi không thể tin nổi là chúng ta lại có nhiều điểm chung đến thế." Toby giấu một nụ cười. Những điểm mấu chốt là gì? Những điểm mấu chốt chính là các nhóm tính cách. Có 4 nhóm: khó tính, dễ tính, kín đáo và cởi mở. Khi đàm phán và đọc ngôn ngữ cơ thể, hãy xem xét tới các điểm mấu chốt từ 4 viễn cảnh khác nhau. Người đàm phán khó tính
thì ngược với người đàm phán dễ tính. Người khó tính ở trục Bắc, người dễ tính ở trục Nam. Trên trục Tây, Đông, nhóm người đàm phán kín đáo ngược với nhóm người đàm phán cởi mở. Khái quát về điểm mấu chốt. Một người đàm phán khó tính là người luôn nói, tôi sẽ nói với anh mức giá phù hợp nhất của tôi. Hoặc là anh đồng ý, hoặc là dừng hợp đồng này. Người khó tính là người luôn cao giọng, luôn có sự khác biệt về nhu cầu hoặc vị thế so với đối thủ. Nhóm người này hay cố cầm trịch buổi đàm phán, khiến cho buổi đàm phán gặp nhiều thách thức hơn. Người đàm phán khó tính thường hiếu thắng và đôi lúc muốn thắng bằng mọi giá. Nhóm tính cách dễ tính là người luôn sẵn lòng thuận theo người khác. Người đàm phán dễ tính rất lạc quan và không tin là có điều gì còn che giấu, luôn sẵn lòng để danh tiếp của mình lên bàn. Mục đích của họ là đạt được hợp đồng mà bên nào cũng vui vẻ. Người đàm phán khó tính thường giành nhiều lợi thế từ người dễ tính. Tính cách kín đáo thuộc về những người cẩn trọng khi chia sẻ thông tin. Những người này hay tưởng tượng về việc mình bị lợi dụng và muốn đảm bảo rằng lợi ích của họ sẽ không bị tổn hại. Nhóm tính cách cởi mở ban đầu rất dễ tin tưởng. Hành vi của người này tiết lộ rằng tôi không giữ kẽ, tôi không dễ dãi, tôi không khó tính. Người cởi mở thường nghĩ mọi người đều tốt đẹp cho đến khi có bằng chứng khác. Bạn sẽ nhận được lòng tin của người cởi mở, nhưng lúc đầu họ cần cảm nhận được sự bảo hộ và che chở cho chính mình. Nếu không, họ có thể trở thành nhóm tính cách đối lập, đó là nhóm tính cách kín đáo. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Câu tục ngữ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã trong ngữ cảnh đàm phán có nghĩa là con người có xu hướng thích những ai giống họ. Từ viễn cảnh đàm phán, bạn sẽ nhận thấy những người có cảm giác tương đồng với nhau xây dựng mối quan hệ nhanh hơn người khác. Bạn sẽ dễ dàng làm quen với người bạn cho là giống mình, bạn thấy chính mình trong hình ảnh của đối phương. Hai người thuộc nhóm tính cách dễ tính sẽ thấy khá đơn giản khi đàm phán với nhau, nhưng hai người khó tính sẽ thấy như gặp trở ngại, khó khăn và bế tắc. Một trong hai người họ cần thay đổi điểm mấu chốt nhằm mục đích sử dụng những chiến thuật hiệu quả để đạt được hợp đồng. Đó là lý do vì sao việc hiểu điểm mấu chốt mà bạn đang đàm phán cũng như điểm mấu chốt mà bạn tiếp nhận rất quan trọng. Tùy thuộc vào mức độ giống nhau mà người khác cảm nhận ở bạn để có thể chuyển thành điều kiện thuận lợi, bạn có thể sử dụng nó như một lợi thế trong suốt cuộc đàm phán. Hình thành sự tương đồng. Giả sử bạn là một phát ngôn viên và đang đi kiếm một tập đoàn để ứng tuyển cho công việc đào tạo nhân viên. Bạn sử dụng khá nhiều các công cụ tìm kiếm để thu thập thông tin về tập đoàn và người sẽ đưa ra quyết định tuyển dụng. Một điều mà bạn cần phải xem xét đó là quá trình tuyển dụng các phát ngôn viên trước đây của họ. Việc này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cụ thể về quy trình này. Hãy tìm hiểu phẩm chất của người đó và cả của tập đoàn. Khi nói chuyện với họ, hãy sử dụng từ ngữ của họ và phát biểu những phẩm chất sẽ giúp bạn được tuyển dụng. Phát hiện điểm mấu chốt của đối phương. Khi bạn cố gắng xây dựng mối quan hệ mà lại không hiệu quả, đầu tiên, hãy cân nhắc đến vẻ không hợp tác của đối thủ, nhà đàm phán khó tính. Có lẽ bạn cần lui về và tiếp cận theo cách khác. Hãy cẩn thận, không được vượt quá hoặc làm điều gì không trung thực để thiết lập quan hệ. Hãy cẩn thận với mức độ thân thiết bạn muốn xây dựng mối quan hệ với ai đó. Với bối cảnh ngày nay thì có thể nhanh chóng kiểm tra mức độ chính trực khi giao tiếp với người khác. Hãy lưu ý về tầm quan trọng của sự trung thực. Đừng mạo hiểm làm những gì khiến người khác gọi mình là kẻ nói dối và phá hủy buổi đàm phán cũng như danh tiếng của bạn. Xây dựng mối quan hệ, điểm mấu chốt nào sẽ đáp lại? Không phải lúc nào cũng cần cẩn trọng khi thiết lập một mối quan hệ. Nhóm người có tính cách khó tính có thể sẽ nghi ngờ liệu anh ta có phát hiện ra bạn đã cố gắng xây dựng quan hệ với anh ta hay không? Hãy cẩn thận về cách thức và thời điểm bạn chuẩn bị thiết lập mối quan hệ. Hãy cân nhắc xem làm thế nào và liệu nó có đem lại lợi ích hay không? Nhà đàm phán kín đáo thường rất nhẹ nhàng khi thiết lập mối quan hệ. Hãy bình tĩnh, từ tốn trong cách nói chuyện và cả cử chỉ của mình. Đừng dùng những cử chỉ ngôn ngữ cơ thể mạnh bạo. Bạn không nên làm bất kỳ điều gì gây hứng thú cho người này hoặc kích động nhà đàm phán kín đáo có suy nghĩ bạn sẽ gây tổn hại tới họ. Đối với nhà đàm phán dễ tính thì mối quan hệ bạn xây dựng với cô ấy càng thân thiết, cô ấy càng thích bạn và muốn nhìn thấy bạn giống với cô ấy. Hãy đảm bảo là buổi đàm phán sẽ theo hướng mà ai cũng dẫn đầu. Người dễ tính muốn ai cũng vui vẻ. Nếu bạn muốn xây dựng mối quan hệ thì hãy chỉ cho cô ấy thấy bạn có thể hoàn thành mục tiêu cùng cô ấy. Xây dựng một mối quan hệ trong những tình huống với những người có tính cách kín đáo, dễ tính và cởi mở luôn đem lại lợi ích. Người khó tính là nhóm người bạn cần cẩn trọng với mức độ thân thiết trong quan hệ. Nhà đàm phán khó tính không quan tâm tới những chiến thuật tiếp cận nhút nhát. Nếu một người bắt tay với bạn, anh ta có thể sẽ nhìn sang phía khác hoặc không nhìn bạn và gửi đi thông điệp rằng họ không coi trọng bạn cho lắm. Hãy đáp lại ngôn ngữ cơ thể của họ bằng ngôn ngữ cơ thể dứt khoát của bạn. Đa dạng hóa tính cách hoặc điểm mấu chốt.
Những nhà đàm phán giỏi có thể phải biểu lộ tất cả 4 nhóm tính cách này trong suốt cuộc đàm phán dựa theo nhóm tính cách của đối thủ. Điểm mấu chốt trong đàm phán cũng có thể thay đổi trong suốt buổi đàm phán. Bạn có thể đối diện với nhà đàm phán mà theo những nghiên cứu từ trước, đó là nhà đàm phán dễ tính. Khi người này bộc lộ những hành vi khó tính, bạn cũng cần phải chuyển sang nhóm tính cách khó tiếp cận. Phản chiếu lại điểm mấu chốt của người khác là một lợi thế chiến lược của bạn. Khi bạn phản chiếu lại tính cách của người khác, người đó sẽ nhận thấy bạn giống họ. Bạn có thể thay đổi trong suốt cuộc đàm phán. Hãy bắt chước nhóm tính cách của đối phương để họ nhận ra những hành động mà bạn thể hiện chính là những gì họ cũng đang thể hiện. Tìm kiếm điểm chung. Một nhà đàm phán khôn khéo sẽ quan sát những tín hiệu ngôn ngữ cơ thể để tìm ra điểm chung với đối thủ. Hãy sử dụng khả năng của mình để dẫn dắt đối thủ bằng ngôn ngữ cơ thể của bạn. Hãy xây dựng mối quan hệ thông qua ngôn ngữ cơ thể và những tín hiệu không lời bằng việc thực hiện chính xác những gì tôi gợi ý. Đối phương vắt chân trái, bạn vắt chân phải. Đối phương chuẩn bị đổi chỗ, bạn đổi chỗ. Như vậy, bạn vừa làm theo sự dẫn dắt của đối phương. Hãy dụi mắt một cách tình cờ. Phải đảm bảo rằng bạn không dụi mắt vào thời điểm không thích hợp, khiến cử chỉ của bạn bị hiểu nhầm là không tin vào mắt mình. Đối phương cũng dụi mắt. Lúc lâm nguy, đánh bài chuồn là thượng sách. Khi bắt đầu đàm phán, khi đối thủ gặp tình huống khó xử trong cuộc sống và bạn cũng vậy, hãy giấu những kiến thức về điểm chung thay vì chia sẻ với họ. Đừng xây dựng mối quan hệ nếu điều đó khiến họ bối rối. Ơ, anh đã ở tù à? Tôi cũng thế. Anh đã ở nhà tù Sing Sing mấy năm trước à? Tôi cũng ở đó đấy. Đừng khơi gợi lại các ký ức xấu qua những trải nghiệm không vui. Trong môi trường kinh doanh, bạn sẽ không muốn xây dựng bất kỳ một mối quan hệ nào nếu không thoải mái. Chương 8. Người thuyết phục, tác động tới sức ảnh hưởng. Carrie Tauson đứng trên sân khấu, sẵn sàng thuyết trình trước đội ngũ nhân viên marketing về Internet. Sau khi lướt qua căn phòng và thấy khoảng trống lớn giữa sân khấu với hàng ghế đầu tiên, cô bước xuống sân khấu và nói, hãy nhấc ghế của các bạn tiến lên phía trước và tập trung gần đây nào. Carrie bắt đầu thuyết trình bằng một câu chuyện. Cô quan sát thấy mọi người nghiêng người về phía cô. Sau khi cô khéo léo hướng vào nội dung chủ đề cuốn sách của cô hỏi, ai muốn có bản copy cuốn sách này? Các cánh tay giơ lên, cô chuyển sách cho một người đang giơ tay. Carrie liên kết mạng lưới của mình chặt chẽ hơn bằng cách nhấn mạnh lợi ích và giá trị những lời đề nghị của mình. Ai muốn nhận một tấm vé miễn phí cho sự kiện sắp diễn ra của tôi? Chỉ có 40 chiếc vé và các bạn sẽ nhận được chúng ngày hôm nay. Nhưng vé sắp hết rồi, sắp hết rồi. Thêm nhiều cánh tay giơ lên. Khi Carrie cảm thấy cô vừa tạo ra được cảm giác về sự khan hiếm và khẩn cấp, cô bắt đầu chào hàng. Một chương trình dạy kèm kéo dài một năm với cô. Cầm trên tay những cuốn sách và vé miễn phí, dòng người hướng về phía sau căn phòng để đăng ký. Chiến lược đàm phán cũng khá giống với cách Carrie bán dịch vụ của mình. Chúng gắn liền với khả năng thuyết phục và tác động tới người khác. Đồng chiến thắng hay kẻ thắng người thua? Có phải lúc nào cũng có người thắng kẻ thua trong đàm phán không? Có phải đối thủ của bạn nghĩ sẽ có một người thắng và một người thua trong đàm phán? Bạn đang đàm phán với kiểu người nào? Thái độ này có thể bắt nguồn từ những kinh nghiệm đàm phán tiêu cực, điều kiện văn hóa hoặc sự công kích. Bạn cũng có thể bắt gặp người ngoan cố, không để bạn dẫn dắt, tác động hoặc thuyết phục họ. Khi đàm phán với một người mà anh ta chấp nhận tiền đề, tôi thắng, anh thua, thì rất khó để thuyết phục anh ta. Bạn phải chỉ cho anh ta thấy rằng bạn không phải là một đe dọa với anh ta. Việc giữ vững lập trường này sẽ giúp bạn nhận được sự tôn trọng, đồng thời tước vũ khí của đối thủ, hỗ trợ bạn tránh xa khả năng, tôi thắng, anh thua. Làm thế nào để bạn phát hiện ra người có tính hợp tác và xác nhận được vị thế đồng chiến thắng? Người này chuộng sự hài hòa và tránh xung đột. Nếu bạn gặp một người rụt rè, luôn bị lấn át khi đàm phán và không cảm thấy như vậy thì sao? Người này có thể sẽ cảm thấy lo sợ khi theo ý bạn, bởi anh ta không biết liệu có thể tin tưởng bạn được hay không? Hãy chỉ cho thấy bạn đáng tin, hãy để anh ta dẫn dắt. Sử dụng những câu hỏi như, anh nghĩ thế nào về việc này? Một nhà đàm phán thông minh sẽ thiết lập bối cảnh như vậy để trả lời câu hỏi đối phương đưa ra hài hòa với hướng của cuộc đàm phán. Hãy tạo nên sự hài hòa bằng cách nói, anh nói đúng, đó là một suy nghĩ khá hay. Câu trả lời của bạn xác nhận suy nghĩ của họ và giúp họ cảm thấy thoải mái với bạn. Anh ta nhận được nhiều sự khích lệ khi bạn chấp nhận vị thế của anh. Anh ta cũng sẽ cảm thấy tin tưởng bạn hơn. Việc này sẽ cho phép bạn thuyết phục anh ta. Thuyết phục và tác động. Thuyết phục là nền tảng cho khả năng tác động tới đối thủ của bạn. Nếu bạn không thể thuyết phục họ, bạn sẽ không thể tác động tới họ. Khả năng tác động tới người khác của bạn là một bước tiến dựa trên sự thuyết phục. Họ cho phép bạn tiến bước đầu tiên dưới dạng thức thuyết phục. Bạn có thể tác động ở mức độ nào thì phụ thuộc vào mức độ đối phương cho phép bạn thuyết phục họ.
vừa đấm vừa xoa. Khi cảnh sát hỏi cùng kẻ bị tình nghi, kỹ thuật này đặc biệt cần hai người. Cảnh sát xấu là người cố gắng gửi đi thông điệp để tình nghi anh ta hoặc cô ta phù hợp với những hành vi nhất định như nhận tội. Cảnh sát tốt tới và ủng hộ, khuyến khích kẻ bị tình nghi. Thông thường, cảnh sát tốt sẽ cung cấp đồ ăn hoặc thức uống, trong khi cảnh sát xấu thì khước từ kẻ bị tình nghi những thứ này. Hành động của cảnh sát tốt được thiết kế đối ngược với cảnh sát xấu để kẻ bị tình nghi gỡ bỏ sự phòng vệ của mình. Cảnh sát xấu nghiêm khắc và cục cằn nhằm mục đích làm đối tượng sợ hãi. Khi sử dụng chiến thuật vừa đấm vừa xoa trong đàm phán, chiến thuật này sẽ phá hủy nhà đàm phán rụt rè, người có khả năng sẽ rút lui. Chiến lược tác động. Làm thế nào chúng ta có thể tác động tới người khác? Hãy cân nhắc tới tình huống bạn có thể tác động khi bạn dạy người khác lối suy nghĩ mới. Việc này còn hơn cả những gì người hướng dẫn và giáo sư vẫn làm trong môi trường giáo dục cao cấp. Chúng chắc chắn sẽ thách thức họ nghĩ khác đi. Một nhà đàm phán giỏi cũng thách thức đối thủ xem xét những cách tiếp cận khác để đạt được những kết quả thành công. Chúng ta chỉ có thể tác động khi người ta cho phép. Chúng ta dừng tác động khi người đó hài lòng với việc cô ấy đã nhận được nhiều lợi ích nhất có thể. Khi điều đó xảy ra, việc dừng tác động, chúng ta có thể sử dụng những chiến thuật để lôi kéo họ về phía mình. Chúng ta có thể chỉ ra những thiếu sót hoặc mời chào thêm dịch vụ. Hãy so sánh việc này với quá trình kinh doanh mà bạn nắm rõ. Có thể bạn đã gặp những nhân viên tiếp thị, họ luôn mời chào nhiều sản phẩm bằng cách nói: "À, chờ chút, còn nữa." Khi đó, bạn sẽ quay lại nhìn sản phẩm hoặc bất cứ thứ gì họ dùng để lôi kéo bạn. Thuyết phục công khai. Thuyết phục công khai ngược với những thông điệp kích thích. Việc ngả ra sau hay nghiêng về trước, nhíu mày, ngồi hay đứng là những biểu hiện công khai của ngôn ngữ cơ thể. Bạn có thể sử dụng sự thuyết phục công khai bằng cách chọn lựa ngôn từ của mình. Có nhiều lợi ích từ việc kết hợp cả sự thuyết phục công khai và kích thích. Hãy cẩn thận vì việc bạn sử dụng chiến thuật kích thích và công khai trong đàm phán như thế nào. Đừng cho phép chiến thuật này lấn át chiến thuật kia. Cả hai nhóm thông điệp đều cung cấp cho bạn thông tin về đối thủ. Khi bạn gửi đi thông điệp kích thích và công khai, chúng có thể tương ứng với nhau. Nếu không, bạn có thể bị coi là không trung thực. Bạn có thể sẽ mất đi khả năng tác động và sẽ mất đi khả năng thuyết phục. Bằng chứng xã hội và sự tác động. Những bằng chứng xã hội được sử dụng cả trước và trong quá trình đàm phán. Nó liên quan tới việc bạn thu thập và đối chiếu những chứng nhận từ những vị khách hàng hài lòng nhằm mục đích tạo dựng sự tín nhiệm hoặc nâng cao vị trí và khả năng chuyên môn của mình. Người bạn đàm phán cùng cần sự đảm bảo và tính an toàn. Hãy tận dụng yêu cầu này. Hãy đề cập tới tình huống khi bạn giúp đỡ một khách hàng khác giống họ đạt được kết quả tích cực. Bằng chứng xã hội có thể giảm đi sự lo lắng của đối phương. Nhà đàm phán khôn khéo thời đại này thường chia sẻ những bằng chứng xã hội thông qua trang web công ty, sách quảng cáo, tờ rơi, các hình thức marketing khác và truyền thông xã hội. Bằng chứng xã hội thuyết phục nhất thường có những đặc điểm sau. Những nhận xét có thực tế từ những người có thực, những nhận xét này có thể được xác nhận cùng với các tài liệu viết tay. Ở dưới dạng video, sự xác nhận qua video từ những người nổi tiếng có tầm cỡ là đáng tin nhất. Bao gồm ảnh nếu không phải dưới dạng video, tên, chức vụ, địa điểm của người đó. Là những tài liệu cụ thể về lĩnh vực của bạn như dịch vụ hơn là những nhận xét chung chung. Có kèm theo kết quả có thể ước tính, được xem như kết quả làm việc cùng với bạn. Những giấy tờ xác thực này phải liên quan tới dịch vụ mà bạn chào mời khách hàng và có giá trị phù hợp. Thị giác và sự tác động. Thị giác bao gồm các khía cạnh bằng mắt về hành vi của chúng ta. Bạn thể hiện hành vi đó như thế nào? Bạn bước vào cuộc đàm phán với bộ trang phục vừa vặn, giống như bạn là người tự tin và tự hào nhất trên thế giới. Bạn lái một chiếc xe đẹp và sống trong một căn nhà đẹp. Đối thủ quan sát bạn và hành vi của bạn, mục đích của bạn là để người khác nhìn nhận bạn là người đáng tin. Mặt khác, bạn có thể chọn cách hạ màn bầu không khí thành đạt này. Ví dụ, nếu bạn không muốn trả thêm tiền dịch vụ, đừng tạo vẻ giàu có. Khi bạn tạo dựng khả năng tác động lên đối phương, nghĩa là bạn đã có cơ hội lớn để đạt được những kết quả thỏa mãn trong cuộc đàm phán này. Chương 9. Những phương pháp đàm phán thành công. Phá vỡ bức tường. Đã bao giờ bạn từng mong muốn khiến đối thủ để lộ ra chiến thuật của họ không? Đây là những gì ta cần tìm kiếm. Hãy quan sát ngôn ngữ cơ thể và thái độ của đối thủ. Những thông tin này cực kỳ quan trọng khi bạn nghi ngờ họ không cởi mở. Bạn có thể thận trọng khơi gợi phản ứng bằng cách sử dụng ngôn ngữ của bạn để truyền đạt sự nghi ngờ. Ngả người né tránh đối phương khi họ nói. Hãy nhìn thẳng vào mắt anh ta để xem anh ta có tránh ánh nhìn của bạn không. Hãy quan sát các nhóm ngôn ngữ cơ thể như anh ta ngả ra sau trong lúc khoanh tay, nhìn đi chỗ khác và tránh giao tiếp bằng mắt. Hãy xem xét các nhóm ngôn ngữ cơ thể liên quan tới những lời đề nghị đang được thảo luận.
sử dụng sự thống kê để ghi điểm. Mọi người thường rất thích trích dẫn sự thống kê để củng cố quan điểm của họ hoặc ủng hộ tranh luận. Trong đàm phán, chiến thuật này hiệu quả như thế nào? Câu trả lời là phức tạp. Tính hữu ích của việc trích dẫn con số thống kê dựa trên kiểu người bạn đàm phán cùng. Có người ưa thích dữ liệu và con số, người khác lại thấy số má rất phức tạp. Hãy sử dụng ngôn ngữ cơ thể của bạn để nhấn mạnh những thông số cụ thể. Như vậy sẽ hữu ích hơn nếu bạn cho rằng họ không đủ tình tưởng để nhìn thấy tầm quan trọng của thông số bạn sử dụng. Sự khó chịu và niềm vui trong đàm phán. Sự đau khổ và niềm vui cũng góp phần trong đàm phán về mặt thể chất khi bạn từ từ tăng hoặc giảm nhiệt độ trong phòng để khiến người khác không thoải mái. Như vậy là bạn đang buộc đối thủ của mình phải trải qua cảm giác không thoải mái, đồng nghĩa với sự đau khổ. Hành động của bạn buộc họ phải cân nhắc lọ muốn ở trong bầu không khí khó chịu này bao lâu nữa, và việc này sẽ tác động tới thời lượng đàm phán. Một lý do khác mà bạn cần cân nhắc đó là xem xét ai sẽ đàm phán với mình khi bạn có một nhóm đồng đội. Bạn phải đảm bảo các thành viên trong nhóm mình để không trở thành con mồi cho chiến thuật này. Hương thơm trong đàm phán. Bạn có thể sử dụng hương thơm để tạo bầu không khí vui hoặc không vui vẻ. Ví dụ, bộ pha trà có thể tỏa hương thơm trong không khí, tác động lên cuộc đàm phán. Một cách để khơi gợi cảm giác khó chịu là đặt họ trong bầu không khí có mùi hương không dễ chịu. Bạn có thể thấy họ sẽ nhanh chóng chốt hợp đồng và thoát khỏi bầu không khí này. Mùi hương ảnh hưởng tới cảm nhận và củng cố những mong muốn của bạn. Từ quan điểm về ngôn ngữ cơ thể, bạn nên quan sát về các mặt tác động của mùi hương đối với đối thủ. Hãy để ý xem liệu quê có mỉm cười hay không qua mùi hương đang lan tỏa trong buổi đàm phán này. Phát hiện nói dối. Lòng tin luôn củng cố đàm phán, còn nói dối sẽ làm hỏng cuộc đàm phán. Tấm khiên bảo hộ của bạn sẽ được nâng lên khi bạn thấy ai đó đang nói dối bạn. Nếu người khác cho là bạn đang nói dối, cả sự thực họ cũng không tin. Quê sẽ bắt đầu đặt câu hỏi với mọi điều bạn nói. Nói dối có thể làm hỏng, phá hủy niềm tin và sự trung thực giữa các nhà đàm phán. Nói dối có thể dẫn đến sự chệch hướng trong đàm phán và gây bế tắc. Người nói dối cũng trải qua cảm giác khó chịu. Một lời nói dối có thể gây ra sự khó chịu, trong khi một loạt lời nói dối sẽ tạo ra bầu không khí khó chịu rất dễ phát hiện. Do vậy, ngay từ lời nói dối đầu tiên, cơ thể sẽ phát ra một cử chỉ để sửa sai. Hãy hưởng ứng với cử chỉ đó. Nó có thể là việc trà tay lên cánh tay, chân, cổ. Cử chỉ này sẽ báo động để bạn quan sát những cử chỉ tiết lộ việc nói dối. Đàm phán nhóm. Nhiều khi trong cuộc đàm phán, một người có nhiều quyền hành lại không ngang hàng với người khác tại bàn đàm phán. Trong nhiều trường hợp, phụ thuộc vào mức độ quan trọng của buổi đàm phán, người có quyền quyết định lại không có mặt trong phòng. Có thể bạn sẽ không biết người đó là ai và bạn thực sự đang đàm phán với ai. Hãy xét tới trường hợp người có quyền hành đang đàm phán tại bàn. Hiện có 4 người đang ngồi phía đối diện, bên phải bạn có 3 người. Bạn phải nắm rõ ngôn ngữ cơ thể của từng người phe đối thủ khi đàm phán với nhiều người như vậy. Nhiều công ty sẽ sử dụng một đội ngũ các nhà đàm phán để đảm nhận những vai trò khác nhau trong buổi đàm phán. Bạn sẽ hiểu vai trò của từng người nhờ ngôn ngữ cơ thể của họ bằng cách quan sát xem ai sẽ phát biểu ở từng thời điểm cụ thể, họ nói về điều gì, ai đang nhìn những người còn lại và tương tự như vậy. Hãy nhớ rằng các nhà đàm phán giỏi luôn biết rằng bạn đang quan sát những tín hiệu như vậy và họ có thể cho rằng bạn không phải là người đứng đầu trong nhóm đàm phán của mình. Việc quan sát ngôn ngữ cơ thể sẽ giúp bạn xác định được ai đảm nhận nhiệm vụ và chiến thuật của nhóm họ như thế nào. Phụ thuộc vào vấn đề đang được đàm phán, bạn có thể hiểu nhóm họ sẽ làm gì để bạn đàm phán thân mật hơn hoặc từ chối mức giá cũng như giá chào hàng của bạn. Ra giá, ai ra giá trước? Có khá nhiều cách để đi tới quyết định xem ai là người ra giá trước trong đàm phán. Cả hai bên khi đàm phán đều biết họ đang tìm kiếm điều gì, có những trở ngại nào có thể xảy ra và họ cần thống nhất các điều khoản. Có nhiều cách để quyết định ai nên ra giá trước. Người ra giá trước sẽ định hình cuộc đàm phán. Nếu bạn là người có vị thế mạnh hơn hoặc muốn thể hiện sức mạnh của mình, bạn có thể ra giá trước. Tùy theo mức độ bạn thấy đối thủ có thể làm tới đâu, bạn có thể để anh ta có cơ hội ra giá trước. Hãy đặt nền tảng chiến thuật mà bạn quyết định sử dụng trong khi đàm phán. Điều đó sẽ quyết định xem liệu bạn nên để đối thủ hay mình ra giá trước. Vấn đề là căn cứ theo chiến thuật của mình, bạn cần phải hiểu rõ lý do vì sao bạn cho phép đối thủ ra giá trước. Hạ giá. Đừng để bị dụ dỗ. Tôi nói như vậy có ý nghĩa gì? Một điều mà bạn không muốn làm đó là phải liên tục hạ giá. Điều này sẽ khiến đối phương như ý. Kết quả sẽ trái ngược với mong muốn của bạn. Bởi khi bạn ra hạ giá, có nghĩa là đã thừa nhận với đối thủ điểm yếu của mình. Trong tình huống này, bạn không hề muốn để lộ dấu hiệu đó, bởi điều đó sẽ khuyến khích đối phương tiếp tục đòi bạn nhượng bộ. Hãy cân nhắc thời điểm hạ giá, nhất là khi nó có thể trở thành kết quả đàm phán.
liệu đối phương có đồng ý không hay sẽ từ chối. Nếu họ nói không, bạn sẽ đáp lại như thế nào? Hay quay trở lại giai đoạn lên kế hoạch. Cách bạn hạ giá sẽ tác động chệch hướng và bế tắc trong đàm phán. Đừng vô tình hạ giá mà không biết việc này sẽ dẫn bạn tới đâu. Nếu bạn không chắc, hãy dành thêm thời gian, từ từ thoát khỏi bàn đàm phán. Hãy chú ý tới tất cả các bên đàm phán, thậm chí nếu họ không có mặt tại bàn đàm phán. Hãy đề cập tới mỗi điều khoản có thể khiến hợp đồng không thống nhất, vì sao lại không thống nhất và mức độ đối phương hài lòng với hợp đồng này như thế nào. Bằng cách này, bạn sẽ củng cố cơ hội đàm phán thành công và mang về kết quả khả quan hơn. Chương 10. Chiến lược kết hợp tất cả các chiến thuật. Những biểu cảm nhỏ. Ở chương 2, bạn đã nắm được tầm quan trọng của việc quan sát vẻ mặt đối thủ và để ý tới những biểu cảm thoáng qua. Cụ thể là quan sát đôi mắt của họ. Liệu mắt của anh ta có vẻ mở to hơn không khi anh ta ra giá hoặc hạ giá? Anh ta có nhíu mày không? Tất cả đều là những dấu hiệu một nhà đàm phán có thể quan sát nếu anh ta đủ khôn ngoan. Các biểu cảm nhỏ cung cấp cho bạn những thông tin về tâm tư của đối phương, đặc biệt là khi cả hai bạn đang thảo luận về giá cả. Bằng vẻ mặt tĩnh lặng là biểu cảm mang ý nghĩa rằng bạn không có cảm xúc nào cả. Cố gắng duy trì vẻ mặt tĩnh lặng quả là một thử thách. Hãy nhớ lại những trò chơi thuở bé khi bạn cố gắng khiến một người bạn bật cười, còn cậu ta lại cố giữ vẻ mặt tĩnh lặng. Thực ra, bạn đang cố chấp giành chiến thắng. Những biểu cảm nhỏ là những biểu cảm trung thực về tình trạng tâm tư của một người và chỉ thể hiện trong một giây. Đó là lý do vì sao những biểu cảm nhỏ cung cấp một thông tin lớn về suy nghĩ của đối thủ, mặc dù cô ta đang cố gắng giữ vẻ mặt tĩnh lặng. Đàm phán chống lại chính bạn. Đã bao giờ tình huống này xảy ra với bạn? Đàm phán chống lại chính mình có thể xảy ra khi bạn tiết lộ quá nhiều thông tin. Loại bẫy này có thể xuất hiện trong đàm phán. Bạn đang đàm phán với đối thủ, bạn thấy quầy cười, bạn vẫn tiếp tục nói và quầy cười tươi hơn. Bạn đang khiến mức giá mình đưa ra trở nên dễ chịu hơn. Đột nhiên, bạn nhận thấy mình mất đi quá nhiều lợi thế. Bạn đã sụp vào cái bẫy chống lại chính mình trong đàm phán. Hãy dừng nói, ít nhất hãy quan sát xem quầy đang nghĩ gì về mức giá mà bạn vừa đưa ra. Ngôn ngữ cơ thể trong một buổi đàm phán thành công. Như tôi đã nhấn mạnh, một buổi đàm phán thành công được hình thành từ giai đoạn chuẩn bị. Hãy xác định mình muốn điều gì, kết quả mà mình tìm kiếm của cuộc đàm phán này là gì. Hãy cân nhắc tới những gì đối phương muốn và cả bạn và cả anh ta cùng nhất trí. Khi lên kế hoạch, hãy xét tới những yếu tố đó. Hãy tạo ra lộ trình cho việc bạn sẽ tiến hành đàm phán như thế nào. Bạn cũng xác định các mục tiêu cho từng giai đoạn theo những mức giá và giá chào hàng mà có khả năng sẽ được chấp nhận hoặc từ chối trong buổi đàm phán này. Hãy lưu ý khi ngôn ngữ cơ thể của đối thủ tương thích với kế hoạch của bạn. Bạn cũng cần quan sát cảm nhận của mình. Bạn có cảm thấy đột ngột đau đầu không? Bạn có thấy thoát bụng lại không? Tay của bạn có siết chặt lại không? Hãy chú ý cả những ngôn ngữ cơ thể của đối phương và của cả bản thân bạn. Bạn có cần chút thời gian để ra ngoài không? Bằng việc chú ý tới những phản ứng cơ thể của chính mình, bạn có thể quyết định thay đổi chiến thuật. Hãy đảm bảo rằng bạn có kế hoạch thay thế, có kế hoạch khác để thực hiện nếu bạn không thể đạt được những gì mình cần từ đối phương. Việc này sẽ giúp bạn không cảm thấy căng thẳng khi đàm phán để có thể biểu lộ mọi cảm xúc qua ngôn ngữ cơ thể của mình. Hiểu biết về cảm xúc trong đàm phán. Hiểu biết về cảm xúc đan xen với ngôn ngữ cơ thể, những nút nóng và điểm kích thích được kích hoạt trước khi bạn nhận ra nó. Những biểu cảm nhỏ có thể được nhìn thấy trước khi bộ não có cơ hội ngăn cản nó để lộ cảm xúc của bạn. Hãy xét tới việc mạo hiểm tức giận khi bạn đang đàm phán trực tiếp. Hãy kiểm soát các biểu cảm nhỏ tốt nhất có thể. Hãy nhận thức về những biểu cảm nhỏ bạn có thể biểu lộ: sợ hãi, tức giận, kể tởm, ngạc nhiên, chế nhạo, buồn bã hay hạnh phúc. Hãy nhận biết khả năng để loại bỏ nó trong tâm trí mình. Qua những biểu cảm nhỏ, đối thủ sẽ đọc được suy nghĩ của bạn. Những chữ cái và cụm từ quyền lực. Những cụm từ quyền lực chỉ ra mức độ tự tin của bạn về giá cả, giá chào hàng của bạn hoặc cảm nhận của bạn về thời điểm đàm phán lúc đó. Những cụm từ quyền lực thể hiện quyền hành, hãy tranh luận và dừng lại. Hãy cân nhắc tới ảnh hưởng của những chữ cái và cụm từ quyền lực trong đàm phán. Cả hai hình thức này cùng với ngôn ngữ cơ thể sẽ hình thành nên sức mạnh của bạn. Nhãn quan và đàm phán. Nhãn quan trở thành một trong những chiến lược trong đàm phán. Chúng đóng một vai trò to lớn trong đàm phán. Chúng định hình và đặt bạn vào tâm thế nhất định trong đàm phán. Đây là một vài câu hỏi. Đối thủ của mình có thái độ, cử chỉ đúng đắn với những gì được thảo luận không? Có điều gì khác trong tình huống này không? Có điều gì xảy ra trong bối cảnh này mà mình nên biết không? Khi không còn sự lựa chọn nào tốt, bạn sẽ làm gì khi bạn cảm thấy mình mắc bẫy trong một cuộc đàm phán? Câu trả lời nằm trong giai đoạn lên kế hoạch. Nếu bạn đã từng tới một buổi đấu giá, bạn sẽ nhìn thấy mọi người đều hào hứng đấu giá.
hãy hình dung có hai người đang mắc kẹt trong một trận đấu. Cả hai đều muốn một món đồ, nhưng lúc này một trong hai người bỏ cuộc. Không bao giờ để bị cuốn đi trong đàm phán, bạn sẽ nhận thấy mình mất đi lợi ích. Hãy vạch kế hoạch trong một cuộc đàm phán giống như trong một cuộc đấu giá để biết mình sẵn sàng tranh giành món đồ đó tới đâu. Khi lên kế hoạch về kết quả đàm phán, hãy đưa ra mức giá trần, miễn đây là điều tốt nhất bạn có thể nhận được từ cuộc đàm phán này. Bạn cần phải ở điểm giữa. Nếu mình đạt được phần này, mình cũng rất vui. Mức sàn của bạn là gì? Nếu cuộc thương thuyết không đạt tiêu chuẩn này, hãy rời bàn đàm phán và không trói buộc cảm xúc của mình vào cuộc đàm phán này. Sự hiểu biết về cảm xúc cũng đóng vai trò rất lớn. Hãy luôn sẵn sàng rời bàn đàm phán. Bằng cách này, bạn sẽ cô lập chính mình để không bị ảnh hưởng bởi cuộc đàm phán nếu tình cờ bạn ở dưới mức giá thấp nhất mà mình có thể chấp nhận. Hãy tính toán xem mức giá nào thì mình sẽ từ bỏ. Sẵn sàng nói với đối thủ, nếu hôm nay việc này không làm chúng ta hài lòng, chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày khác chứ. Bạn có thể nhẹ nhàng rời khỏi bàn đàm phán. Hãy bước ra mà cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng nhất để có thể quay lại và đàm phán lần khác. Đừng đóng cửa đốt cầu. Khi bạn biết mình đang tìm kiếm những biểu hiện nhỏ nào, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cảm xúc của đối thủ. Hãy sử dụng tất cả những khía cạnh này để có một cuộc đàm phán thành công. Bạn sẽ trở thành một nhà đàm phán khôn ngoan, giàu kỹ năng và thành công hơn cả, sẽ giành thắng lợi trong nhiều cuộc đàm phán. Trên đời này, mọi việc đều đúng đắn.